Diệp Huyền đoán chừng thôn vệ vũ hồn tam tinh của mình tối đa cũng chỉ có thể trấn nhiếp yêu thú ngũ sai, nếu như mạnh hơn một ít thì không được. Nhân cơ hội giáp long không thể phản kháng, Diệp Huyền phân một đạo lực lượng trong thôn vệ vũ hồn ra ngoài và thẩm thấu vào trong cơ thể giáp long ngũ sai. Phanh, hồn lực của thôn vệ vũ hồn vừa mới tiến vào lập tức cảm giác được có lực lượng thập phần cường ngăn cản lực lượng thôn vệ vũ hồn ra bên ngoài. Giáp long ngũ sai này có chủ nhân, hồn niệm trong đầu nó thật cường đại, trong lòng Diệp Huyền vô cùng kinh ngạc hồn niệm trong đầu giáp long ngũ giai thập phần cường đại còn mạnh hơn lúc hắn cướp đoạt xuyên sơn giáp với hồn lực của xích viêm là huyền thú ngũ giai hơn nữa cường đại hơn không chỉ một bậc diệp huyền cau mày suy nghĩ nếu như là một con huyền thú ngũ giai khống chế giáp long diệp huyền còn có lòng tin lưu lại hồn niệm trong ầu nó hiện tại xem ra chủ nhân của giáp long ngũ giai tuyệt đối còn mạnh hơn xích viêm không ít làm sao bây giờ chương 523, huyền thú chi vương một chương năm huyền thú chi vương hai chương 525, Thiên La Quyển, Lý Hạc chính là phó hội trưởng hồn sư tháp Đông Thăng Quốc, là ngũ giai võ tông nhất trọng, thực lực mạnh đăng phong tạo cực, hạ thất tịch không biết Diệp Huyền làm sao thoát khỏi tay giáp long nhưng đối mặt Lý Hạc chẳng khác gì đưa thân vào miệng cọp. Ân, dường như ngươi rất khẩn trương A Hát, một đệ tử thiên tài của Lưu Vân Quốc và đệ tử thiên tài của Thiên Kim Quốc Nha. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi vừa ý tiểu tử này? Lý Hạc lườm hạ thất tịch, hắn kinh ngạc mở miệng, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó và cười hắc hắc, nếu không như thế này nếu ngươi vừa ý tiểu tử này ta sẽ đánh gãy tứ chi của hắn để hắn nhìn tận mắt thấy chúng ta làm chuyện sung sướng với nhau ngươi cảm thấy như thế nào ha 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 dường như cảm giác chủ ý không tệ trên mặt lý hạc càng nở nụ cười thỏa mãn sắc mặt hạ thất tịch đỏ lên xấu hổ và giận dữ nói lý hạc người chết không yên lành ta chết không yên lành nhưng lát nữa sẽ làm ngươi kêu rên sung sướng lý hạc không cảm thấy hạ thất tịch mắng chửi khó nghe ngược lại còn làm ra bộ dạng dương dương đắc ý. Diệp Huyền dù thế nào cũng không ngờ Lý Hạc lại vô sỉ tới mức này, tại Phù Quang đại hội, thân là phó hội trưởng Đông Thăng quốc nhưng hắn chính là dạng chó hình người, không ai ngờ hắn hạ lưu và buồn nôn như vậy, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Diệp Huyền không quen nhìn kẻ này, đây chính là cặn bã Ngụy quân tử, nội tâm của hắn hiện tại sinh ra sát ý như thủy triều, hắn bước nhanh về phía trước. Kẻ cặn bã giống như ngươi không cần phải sống trên đời nữa, gặp gỡ ta chính là ngươi không may. Ngươi sẽ không còn sống rời khỏi nơi này đâu." Diệp Huyền vừa đi vừa lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền nói ra lời này làm Hạ Thất Tịch và Lý Hạc ngạc nhiên. Ngay sau đó Lý Hạc mới cười ha ha, nếu như Hạ Thất Tịch đang lâm vào nguy hiểm thì chính nàng cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ là một đệ tử thiên tài cũng dám nói muốn mạng của phó hội trưởng hồn sư tháp một quốc gia. Vốn muốn lát nữa thu thập ngươi, cho ngươi thưởng thức người thật việc thật, hiện tại ngươi đã muốn chết như thế, tiểu tử, lão phu xem ngươi làm sao giết ta? ngươi giết hai đệ tử Đông Thăng Quốc của ta, Lão Phu hiện tại cũng tính toán rõ ràng với ngươi. Lý Hạc nói xong, chiến đao bên hông ra khỏi vỏ và hóa thành sương mù bao phủ Diệp Huyền vào bên trong. Ánh đao của hắn bao phủ tứ chi và đan điền Diệp Huyền, hiển nhiên hắn muốn phế tứ chi và tu vi Diệp Huyền ngay tại chỗ, sau đó lại chậm rãi tra tấn hắn, Lý Hạc cũng cảm thấy hứng thú với lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền. Hạ thất tịch nhìn thấy Lý Hạc ra tay với Diệp Huyền thì nội tâm nàng gấp tới độ muốn ngăn cản, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, hiện tại nàng không có khí lực động ngón tay. Sau khi nàng trọng thương nên không chỉ sức cùng lực kiệt, huyền khí trong cơ thể cũng hỗn loạn, nàng muốn nhúc nhích cũng không xong. Thời điểm Lý Hạc động thủ, Diệp Huyền cũng rút long văn kiếm bên hông ra, hắn chém một kiếm về phía trước. Nội tâm Lý Hạc vô cùng giận dữ, chỉ là một tên đệ tử cũng dám động thủ trước mặt hắn. Hắn cũng không thu liếm huyền lực ngũ dài của mình, chiến đao của hắn chém mạnh xuống, hắn muốn Diệp Huyền đẹp mặt. Làm cho hắn cảm thấy cờ ấn động là, đột nhiên chiến của hắn ra tốc chém xuống, trường kiếm của Diệp Huyền không biết bổ như thế nào liền bổ lên chiến đao của hắn, ngăn cản một đao chém xuống. Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng trời đất, hai đạo huyền lực va chạm với nhau, là thế lực ngang nhau. Nhìn thấy tình huống như thế, nội tâm lý hạc khiếp sợ vạn phần. Huyền lực, người đã là tứ giai thiên vũ sư, không đúng, cho dù ngươi là tứ giai thiên vũ sư thì làm sao có thể ngăn cản một đao của ta. Lý Hạc thì thào cả kinh nói. Trái lại Diệp Huyền vẫn bộ dạng phong đạm vân khinh, dường như ngăn cản lý hạ công kích cũng không phải chuyện đặc biệt khó lường. Đây là lần thứ hai Diệp Huyền đối mặt với cường giả ngũ giai võ tông, lần đầu tiên là thủ lĩnh ảnh sát môn Trương Khuê, khi đó Diệp Huyền mới là tam giai địa vũ sư, khi đó hắn dùng tất cả thực lực ngăn một trưởng của Trương Khuê, cho dù như thế Huyền giáp tứ ơ cấp trên người hắn cũng vỡ nát, thân thể cũng bị thương. Lúc này không giống ngày xưa, trải qua khổ tu trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền đã từ địa vũ sư nhất trọng đột phá đến thiên vũ sư nhất trọng, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy đối mặt một kích võ tông nhất trọng của Lý Hạc, Diệp Huyền căn bản không cảm thấy có chút áp lực nào. Người kết thúc công kích thì tới phiên ta. Sau khi ngăn cản một đao của Lý Hạc, thần sắc Diệp Huyền lạnh lùng lên tiếng, đột nhiên hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thản nhưng lại ẩn chứa huyền diệu trí cao vô thượng. Lý Hạc cảm thấy bóng kệ ếm như sương mù che chắn tất cả mọi thứ, lại có đại thế chân áp thiên địa không ai địch nổi lý hạc sợ hãi đổ mồ hôi lạnh hắn không hề nghĩ ngợi và phóng thích phú hồn của mình đồng thời vận dụng tấm chắn màu xanh lá trên đỉnh đầu lý hạc lúc này xuất hiện một con trâu lớn gào thét ùm um, ụm bò ò thật dài tấm chắn màu xanh bành trướng và hóa thành một bức tường ngăn cản trước mặt hắn oanh phanh ta va chạm to lớn vang lên tấm chắn thật lớn nhộn nhạo gợn sóng màu xanh lá tỏa ra hào quang lập lòe sắc mặt lý hạc tái nhợt hắn đạp 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 lui hai bước khóe miệng có máu tươi chảy ra ngoài cho dù tấm chắn ngăn cản đại đa số uy lực từ một kiếm của Diệp Huyền nhưng dư âm ảnh hưởng vẫn thông qua tấm chắn truyền vào thân thể Lý Hạc, làm hắn bị thương nhẹ. Lý Hạc vừa sợ vừa giận, hắn sợ là vì thực lực Diệp Huyền quá mạnh, căn bản vượt qua hắn tưởng tượng, tức giận là vì hắn đường đường phó hội trưởng hồn sư tháp Đông Thăng Quốc lại bị một tiểu bối làm bị thương. Hiện tại hắn cũng không lưu giữ thực lực của mình, đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện cái vòng màu đen, vòng tròn màu đen bay lên không trung, lập tức biến lớn, vòng tròn chỉ nhỏ như nắm tay lại biến thành vòng tròn lớn như cái bàn, nó chụp xuống thân thể Diệp Huyền. Đồng thời chung quanh vòng tròn còn có một hào quang màu đen xuất hiện, những hào quang màu xanh kia hình thành tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, vô cùng sắc bén, cho dù mỏng như tấm vải nhưng chúng có thể bao phủ thân thể Diệp Huyền vào bên trong. Tuy hạ thất tịch vô lực nằm tại đó nhưng khi nàng trông thấy Diệp Huyền có thể kích thương Lý Hạc thì nội tâm vô cùng kinh ngạc. Chương 526, chém giết Lý Hạc 1 nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, một đệ tử trẻ tuổi còn nhỏ hơn cả nàng vậy mà có thể kích thương phó hội trưởng hồn sư tháp Đông Thăng Quốc, hơn nữa đối phương còn là cường giả ngũ giai võ tông. Tuy nàng cũng là tứ giai thiên vũ sư nhưng biết rõ tranh lệch giữa thiên vũ sư và võ tông, tranh lệch chẳng khác gì trời và đất, nếu như đổi lại nàng, đừng nói làm Lý Hạc bị thương, chỉ sợ có thể kiên trì một lát khi đối mặt Lý Hạc cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền có thể kích thương Lý Hạc, nội tâm nàng chấn động không gì sánh kịp. Kế tiếp nàng nhìn thấy lý hạc phóng xuất vòng sắt màu đen, nội tâm của nàng rối loạn. Nàng nghe nói qua lai lịch vòng sắt màu đen kia, đó là huyền bảo cực kỳ cường đại của Đông Thăng Quốc, phẩm giai là tứ phẩm, được gọi là Thiên La Quyền, có thể trói buộc hư không chung quanh võ giả, hơn nữa phóng xuất ra hào quang màu đen mang theo sát thương rất mạnh. Cho dù là ngũ giai võ tông bị Thiên La Quyền bao phủ vào bên trong cũng thập phần nguy hiểm, không chết cũng tổn thương. Diệp Huyền chỉ là đệ tử thiên tài, cho dù có vài phần thực lực gặp được thiên la quyển chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, nghĩ vậy nội tâm hạ thất tịch không đành lòng nhìn tiếp. Ô, không ngờ còn có một kiện huyền bảo, không tệ, xem ra chiến lợi phẩm của ta có thêm một vật phâm quý giá rồi. Ai biết Diệp Huyền nhìn thấy thiên la quyển, chẳng những không có sợ hãi, trên mặt hắn còn mang theo một tia vui mừng, từ đó làm nội tâm lý hạc tức giận không nhỏ. Tiểu tử, còn chiến lợi phẩm, một chiêu này muốn mạng ngươi. Lý Hạc giết to, đồng thời hắn phóng thích hồn lực tam phẩm tới mức tận cùng, điên cuồng thúc giục uy lực khủng bố của thiên la Quyền. Thiên la Quyền được Lý Hạc thúc giục cho nên càng ngày càng lớn, cảm giác nguy hiểm đồng thời xuất hiện trong nội tâm Diệp Huyền. Diệp Huyền cố tình kiểm tra thực lực của chính mình, cũng không có sử dụng thứ gì đặc thù, trường kiếm trong tay đâm ra liên tục, lòng văn kiếm tỏa ra hào quang chói mắt, từng tiếng long ngâm vang vọng trong thiên địa. Đinh đinh đang đang, trường kiếm trong tay Diệp Huyền giống như mộng như ảo, vô số kiếm quang không ngừng điểm hoa tươi bắn ra khắp bốn phía, những kiếm quang này nhìn như không có quy luật nào nhưng lại vừa vặn ngăn cản mỗi một quang điểm màu đen trên thiên la quyển. Nhìn từ đằng xa, thiên la quyển phóng xuất hào quang minh mông như biển lớn, Diệp Huyền chỉ là con thuyền nhỏ trên đại dương, cho dù những quang điểm màu đen kia chấn động và bành trướng như thế nào cũng không thể lật đổ con thuyền nhỏ như Diệp Huyền, hắn đứng sướng sướng tại chỗ. Hạ Thất Tịch vốn không đành lòng xem tiếp, sau khi phát hiện tràng cảnh như thế, toàn thân nàng căng cứng, nội tâm khiếp sợ giống như sóng to gió lớn cho dù thế nào cũng không thể bình tĩnh như cũ. Muốn nói càng khiếp sợ chính là Lý Hạc, tuy hắn cảm giác Diệp Huyền đang lâm vào hạ phong trong thiên la quyển của mình, không bao lâu sau là có thể đánh chết đối phương nhưng kinh hãi trong nội tâm của hắn không có đình chỉ. Thiên la quyển là bảo vật thành danh của hắn nhiều năm qua, mặc dù không có chiến lợi phẩm cấp bậc võ tông nhưng đã từng đánh chết không ít thiên vũ sư, thậm chí còn có hai tên tứ giai thiên vũ sư đỉnh phong. Nhưng bây giờ thiên la quyển của hắn không thể chém giết một tên đệ tử trong thời gian ngắn. Nếu như không phải ngay từ đầu hắn ăn không ít thiệt thòi trong tay Diệp Huyền, trong nội tâm vô cùng tức giận, nói không chừng hắn sẽ không thi triển ra thiên la quyền. Hiện tại xem ra nếu hắn không thi triển thiên la quyền, muốn thu thập Diệp Huyền là chuyện không dễ dàng gì. Diệp Huyền lợi hại như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật là hắn chưa tới 20 tuổi, tạo nghệ luyện hồn học đáng sợ như vậy, hơn nữa thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Lý Hạc không cách nào tưởng tượng, Lưu Vân Quốc làm sao có thể dạy ra thiên tài giống như thế, thiên tài như thế, đứng nói là liên minh 13 nước, cho dù là các thế lực lớn trên đại lục, Diệp Huyền cũng có thể xưng là thiên tài đỉnh cấp. So với Diệp Huyền, trong đông thăng quốc trừ giả dạ phồn tinh có lai lịch cổ quái miễn cưỡng còn có thể cùng so sánh với Diệp Huyền ra, những thiên tài khác so sánh với Diệp Huyền chẳng khác gì dùng đá so với huyền thạch, căn bản không cùng cấp độ. Trước kia, hai tên đệ tử đông thăng quốc bị Diệp Huyền chém giết mà không có chút năng lực chống cự gì liền có thể nhìn ra. Trong nội tâm khiếp sợ, Diệp Huyền càng đáng sợ càng làm sát ý của Lý Hạc tăng lên cực mạnh, hắn phải chém giết thiên tài nghịch thiên này trong hôm nay, nếu không một khi chờ hắn phát triển tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây Lý Hạc hắn càng thúc giục huyền lực một cách điên cuồng, con trâu nước trên đỉnh đầu hắn không ngừng gào rú, kết hợp với hồn lực tam phẩm rót huyền lực vào trong huyền bảo thiên la quyền. Hào quang trên thiên la quyền tỏa sáng rực rỡ và nó tăng lên vô cùng nhanh chóng. Diệp Huyền vốn dùng Long Văn Kiếm miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút, hiện tại Lý Hạc thúc giục toàn lực, lúc này hắn có cảm giác huyền lực trong cơ thể không kiên trì nổi. Huyền lực tứ dài quả nhiên vẫn còn kém huyền lực ngũ dài không ít, hơn nữa đối phương có vũ hồn gia trì, bằng vào long văn kiếm muốn ngăn cản đối phương công kích là không có khả năng. Mặc dù biết chỉ cần mình có thể phóng thích vũ hồn là có thể ngăn cản Lý Hạc nhưng Diệp Huyền cũng không có làm như vậy, ngược lại hắn thu long văn kiếm về một ít. Sở dĩ hắn dây dưa với Lý Hạc đến bây giờ là vì hắn muốn biết thực lực của mình mạnh tới cỡ nào, hiện tại xem ra hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết hắn, dù chỉ là tứ giai nhất trọng nhưng có thể so với ngũ giai võ tông cường độ huyền lực còn yếu hơn một chút biết rõ điểm này hiện tại diệp huyền mất đi hứng thú tiếp tục giao phong với lý hạc nhìn thấy diệp huyền thay đổi thế công nội tâm lý hạc vô cùng vui mừng hắn xem ra diệp huyền không thể ngăn cản nổi công kích của mình nghĩ tới đây hắn càng điên cuồng thúc giục thiên la Quyền, muốn thừa thắng xông lên chém giết diệp huyền ngay tại chỗ ha ha tiểu tử ta muốn xem ngươi có thể trốn thế nào dưới thiên la quyển của lão phu Lý Hạc liều lĩnh cười to, nghe được Lý Hạc nói chuyện hung hăng càn quấy như thế, Diệp Huyền lúc này tươi cười chào phúng đối phương. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có huyền bảo sao, và, chương 527, chém giết Lý Hạc 2. Chương 528, Kim Lân Đại Nhân 1. Thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng, bàn tay hết sức nhỏ vừa mới kéo áo lên liền không cách nào nhúc nhích, bàn tay cũng không còn khí lực nên buông mảnh vải ra, xuân quang lộ ra ngoài còn nhiều hơn nữa. Hạ thất tịch gấp tới mức sắp khóc, diệp huyền thu hồi bảo vật của lý hạc lúc này mới phát hiện hạ thất tịch còn ngẩn người hắn cau mày nói vì sao ngươi chưa mặc quần áo hạ thất tịch vừa vội vừa thẹn đỏ mặt xấu hổ nói ta ta không còn khí lực diệp huyền lắc đầu hắn đi tới trước người hạ thất tịch dùng cảm giác quét qua lúc này mới phát hiện thân thể hạ thất tịch bị thương thập phần nghiêm trọng khó trách nàng nằm bất động cả buổi thương thế do bị giáp long kích thương chỉ là rất nhỏ chủ yếu là nàng trải qua chạy trốn thời gian dài nên sức cùng lực kiệt hơn nữa tao ngộ chuyện lý hạc cho nên nộ hỏa công tâm, huyền lực hỗn loạn, căn bản không thể điều động một tia, nếu như trị liệu trễ, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại sẽ càng làm thương thế nghiêm trọng và có khả năng vẫn lạc. Thật sự phiền toái, nếu như là những người khác, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn quản, nhưng hạ thất tịch là nữ tử, Diệp Huyền thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng nằm ở chỗ này bị yêu thú ăn tươi. Hơn nữa lúc trước hạ thất tịch thấy hắn gặp nguy hiểm cũng không có bỏ mình chạy đi, càng không dẫn nguy hiểm tới chỗ hắn. Nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, hai tay đặt lên trước ngực hạ thất tịch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ thất tịch vừa thẹn lại sợ, cảm nhận được hai tay Diệp Huyền đặt lên da thịt trước ngực của mình, cảm giác người khác phải tiếp xúc lập tức làm cho da thịt của nàng nóng bừng. Đồng thời trong người của nàng sinh ra cảm giác khác thường, loại cảm giác này thập phần cổ quái, lại làm cho làm cho nàng có một loại vạn phần chờ mong cảm giác, trong nội tâm giống như có ngàn vạn con kiến bỏ lên người, thân thể như mềm nhũn ra. Diệp Huyền cao mày thật sâu, ngươi đang làm gì đó? Nín thở tập trung tâm thần, toàn lực điều động huyền lực trong cơ thể dọc theo tuyến đường huyền lực ta vận chuyển. Hạ Thất Tịch nghe Diệp Huyền nói như vậy liền giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc trước lập tức xấu hổ không thôi, nàng là đệ nhất thiên tài thiên kim quốc cho nên nhanh chóng khôi phục tinh thần, kiệt lực không quan tâm tới hai tay Diệp Huyền tiếp xúc ra thịt với mình, dựa theo lộ tuyến huyền lực của Diệp Huyền đang vận chuyển. Một tia huyền lực nhỏ bé bị nàng điều động và vận chuyển từ từ trong cơ thể. Qua chừng nửa nén nhang sau, hạ thất tịch cảm giác cảm giác tan vỡ trong cơ thể chậm rãi biến mất. Xong rồi, Diệp Huyền thu hồi hai tay và nói, người có thể ẩn uh, chuyển huyền lực và đi lại. Hạ thất tịch lập tức giật mình phát hiện thân thể của nàng có thể hoạt động. Hạ thất tịch không cần suy nghĩ, vội vàng xuất ra một bộ quần áo mới, trốn ở một mảnh lùm cây về sau, sột sột soạt soạt đổi. Mặc dù Diệp Huyền không có tận lực nhìn nhưng thời khắc chú ý bất cứ chuyển động nào trong khu vực chung quanh, hắn lơ đáng vẫn nhìn xuyên qua lùm cây và nhìn thấy xuân quang của hạ thất tịch lộ ra ngoài. Dáng người của nàng uyển chuyển, không thể không nói là vưu vật nhân gian. Sau khi thay một bộ quần áo, hạ thất tịch đi ra khỏi lùm cây và cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta đã. Nghĩ đến chính mình có khả năng bị cưỡng bức, trong nội tâm hạ thất tịch lúc này mang theo hoảng sợ không nhỏ. Ta chỉ tiện tay mà thôi, Diệp Huyền ta xem thường nhất chính là những kẻ như thế diệp huyền khoát khoát tay qua một lúc hắn nghi ngờ nói một câu đúng rồi không phải ngươi tụ tập với đám người trúc thiên lam hội trưởng hay sao lúc ấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đỉnh núi gần đây về sau đám người trúc thiên lam hội trưởng cũng đi tới nơi đó a à, hát hội trưởng cũng tới đó sao hạ thất tịch giật mình nói như thế nào về sau trong ngọn núi kia sinh ra chấn động rất mạnh mà nơi đó hấp dẫn rất nhiều người tới ngươi không đi sao lần này tới phiên diệp huyền nghi hoặc lúc ấy bọn họ cách vị trí của thất thải hoa liên rất gần hạ thất tịch không có khả năng không cảm nhận được khí tức nóng rực khi đó hạ thất tịch giải thích không phải lúc ấy ngươi không muốn chúng ta đi theo ngươi sao cho nên chúng ta cảm nơ ẩn được khí tức nóng rực nhưng bỏ qua diệp huyền không ngờ là vì nguyên nhân này hắn lúc này sờ sờ mũi của mình còn muốn hại hạ thất tịch hay sao nếu như không phải mình nói câu đó chắc có lẽ nàng cũng đi tới tụ tập với trúc hiên lam cho dù mình không muốn nàng và những người khác đi theo thật không ngờ bọn họ không đi theo nữ nhân này cũng quá cứng ngắt a ah dù như thế nội tâm Diệp Huyền vẫn băn khoăn Diệp Huyền kế tiếp ngươi muốn đi đâu có thể cho ta đi theo ngươi hay không Hạ Thất Tịch cắn cắn bờ môi nói một câu hiện tại bản thân nàng bị trọng thương nàng còn không phải đối thủ của yêu thú Tam giai, muốn an toàn cũng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền Diệp Huyền cao mày trên người hắn có quá nhiều bí mật nên không muốn Hạ Thất Tịch đi theo đáng tiếc bản thân Hạ Thất Tịch đang trọng thương hắn lại không thể bỏ mặc nàng mà không quan tâm dù sao hạ thất tịch hiện tại bị như vậy cũng có quan hệ với hắn nhìn thấy diệp huyền chậm chạp không nói lời nào trong nội tâm hạ thất tịch cũng em mờ đạm vừa muốn nói gì đó liền nghe diệp huyền nói như vậy đi người tạm thời đi theo ta đồng thời chữa thương thật tốt chờ thương thế của người tốt lên lại đi tìm đội ngũ thiên kim khi đó chúng ta sẽ tách ra trong nội tâm hạ thất tịch vui mừng và gật đầu sau đó diệp huyền mang theo hạ thất tịch hành tẩu trên đường đi âm thầm sai khiến đám giáp long tìm linh dược có giáp long làm thay cho nên diệp huyền không có động thủ cũng tìm được không ít linh dược làm cho diệp huyền nghi hoặc là tại sao yêu thú trong khu rừng này lại nhiều hơn trước hơn nữa đám huyền thú và yêu thú như đang tìm kiếm cái gì đó rất có tính mục đích một khi gặp được nhân loại những huyền thú và yêu thú đều tiến công trừ chuyện này ra trên đường đi gặp một ít huyền thú thì những huyền thú và yêu thú kia đều tấn công chẳng lẽ trong huyền thú có nội đâu diệp huyền biết rõ không phải không có chuyện này huyền thú có được trí tuệ bởi vậy chúng cũng giống như nhân loại, cũng sẽ phân chia thế lực, giống như lúc hắn nhìn thấy ba huyền thú ngũ dài tại chỗ của thất thải hoa liên, bọn chúng đều thống lĩnh yêu thú của riêng mình, bình thường sẽ chiến đấu với nhau. chương 529, Kim Lân Đại Nhân 2 chương 530, Yêu Vương Trong núi rừng, nham thạch cự lang đang bỏ trốn ở phía trước, phi ưng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Diệp huyền nấp trong bụi cỏ nhìn thấy phi ưng lao đi như mũi tên nhọt, nó đang bay về hướng của mình, thôn vệ vũ hồn của Diệp Huyền nhanh chóng tỏa ra và tập trung vào Phi ưng. Phi ưng cảm ứng được khí thức của Diệp Huyền, nó lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy, âm, nó rơi xuống núi rừng và lăn lông lóc, lúc này mới dừng lại và vô cùng chật vật. Chiêm chiếp, Phi ưng thất tha thất thểu đứng lên, nó hoảng sợ nhìn thôn phệ vũ hồn trên đầu của Diệp Huyền, khí thức khủng bố vô hình này làm cho thân thể của nó không ngừng run rẩy vài lần. Nó nơm nớp lo sợ nằm trước mặt Diệp Huyền, nó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong nội tâm sợ hãi, khi tức khủng bố như thế đối phương tuyệt đối là huyền thú yêu vương tại sao nó lại hóa thành bộ dạng nhân loại chẳng lẽ là kẻ địch với kim lân đại nhân sao cho dù hắn là thủ hạ của kim lân nhưng nó không dám động đậy dưới khí thức của diệp huyền bao phủ phi ưng yêu thú diệp huyền không ngờ tới mình hấp dẫn con yêu thú đầu tiên tới nơi này chính là phi ưng trong ba con yêu thú như vậy cũng tốt phi ưng yêu thú thị lực mạnh nhất hàng phục nó sẽ an toàn hơn trước không ít hơn nữa phi ưng yêu thú này có một nhược điểm là chiến đấu yếu nhưng năng lực cơ động mạnh nhất, nếu có thể thu phục tuyệt đối là thu hoạch không tệ. Hơn nữa tốc độ của phi ưng yêu thú cực kỳ nhanh chóng, nó có công dụng lớn khi thu phục yêu thú khác. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lúc này phóng xuất một tia thôn vệ vũ hồn tiến vào trong thân thể phi ưng. Quả nhiên trong đầu phi ưng yêu thú có một đạo hồn niệm cực kỳ cường đại nhưng Diệp Huyền dùng thôn vệ vũ hồn thôn vệ cho nên hồn niệm kia bị cắn nuốt nhanh chóng, sau đó hóa thành lạc ấn vũ hồn của Diệp Huyền thay vào vị trí ban đầu, chiêm chiếp, phi ưng yêu thú ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không có Diệp Huyền phân phó thì nó không dám hành động. Sau khi thu phục phi ưng, Diệp Huyền lập tức lệnh phi ưng quay lại đội ngũ. Xem ra tiểu gia hỏa kia đã chết, nham thạch cử mãng cười lạnh, đột nhiên nó cao mày, phát hiện phi ưng yêu thú có chút không đúng nhưng không đúng thế nào lại không rõ ràng, vì vậy nó không quan tâm tới nữa. Dưới ba con yêu thú tiến công, giáp long không ngừng lui về phía sau. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, đột nhiên ba đạo hào quang từ xa lao tới gần và bắn vào con mắt của nham thạch cự mãng. Cái đuôi của nham thạch cự mãng quét qua đánh tan ba đạo hào quang bay tới, đó là binh khí nhân loại. Nham thạch cự mãng phát hiện quá trình thu phục giáp long quá lại tràn ngập gian khổ, lúc trước là nham thạch cự lang đánh lén, hiện tại có nhân loại ở gần đây. Thiểm điện báo, người đi giết nhân loại cho ta. Nham thạch cự mãng nhân cao mày, phị ưng và cử hùng trước mắt đang tại và giáp long sâu lâu, chỉ có thiểm điện báo ở ngoại vi sun lướt, Nham Thạch Cử Mãng biết rõ gần đây trong núi rừng có không ít nhân loại cường giả tồn tại, đề phòng rừng lại đưa tới càng nhiều nhân loại, nó lúc này quyết định đem vừa mới cái kia đánh lén nhân loại giết chết. Tuy lực công kích của Đại Địa Chi Hùng rất mạnh nhưng phương diện tốc độ di chuyển quá chậm, tương đối mà nói, phái Thiểm Điện Báo đi sẽ an toàn hơn nhiều. Thiểm Điện Báo nghe Nham Thạch Cử Mãng phân phó cho nên nhanh chóng tiến vào trong núi rừng. Không bao lâu Thiểm Điện Báo cũng trở lại. Nham Thạch Cử Mãng thản nhiên cười cười, đám nhân loại và yêu thú thật ngu xuẩn lại dám công kích mình. Trong đầu nó vừa có ý niệm này, lập tức nhìn thấy Thiểm Điện Báo và Hắc Ưng đang vây công giáp Long đột nhiên chuyển di mục tấn công vào nó. Nham Thạch Cự Mãng lập tức kinh ngạc, nó không có thời gian cân nhắc, nó vội vàng đào thoát khỏi hai đại yêu thú tiến công, mặc dù như thế trên người Nham Thạch Cự Mãng còn có vài miệng vết thương rất sâu, máu tươi chảy xuống. Rầm rầm rầm, Thiểm Điện Báo và Bóng Đen liên tục tiến công làm cho Nham Thạch Cự Mãng không ngừng lui về phía sau. Thiểm Điện Báo, Phi Thiên Ưng, các ngươi làm gì, muốn tạo phản đúng không? Trong nội tâm nham thạch cử mãng vô cùng kinh hãi, hồn niệm vô hình lập tức tỏa ra, nó muốn ngăn chặn hai đại yêu thú nhưng hồn niệm vừa tê ép xúc với thân thể đối phương, sắc mặt nham thạch cử mãng lập tức biến hóa. Không đúng, tại sao trên người chúng không có khí thức hồn niệm của Kim Lân Đại Nhân? Rốt cuộc nham thạch cử mãng đã phát hiện không đúng ở điểm nào, đó là vì khí thức trên người thiểm điện báo và phi thiên ưng biến hóa. Rốt cuộc là ai? Xóa đi khí thức của Kim Lân Đại Nhân, khống chế thiểm điện báo và phi thiên ưng, chẳng lẽ là chủ nhân khống chế giáp long hay sao? Trong nội tâm nham thạch cử mãng vừa sợ vừa giận, mất đi hồn niệm áp chế, thân là huyền thú ngũ dai nhưng thực lực của nó không mạnh hơn thiểm điện báo và phi thiên ưng bao nhiêu. Nghĩ tới gần đó có ra hỏa xóa đi khí thức hồn niệm của kim lân đại nhân đang tồn tại, trong nội tâm nham thạch cử mãng sợ hãi không nhỏ. Trong tưởng tượng của nó, có thể xóa đi khí thức hồn niệm của Kim Lân Đại Nhân tuyệt đối là tồn tại còn cường đại hơn Kim Lân Đại Nhân. Trong lúc bối rối nham thạch cự mãng không muốn chiến đấu, nó lập tức phát lệnh cho đại địa chi hùng và quay người bỏ chạy. Oanh, đột nhiên có ngọn núi màu đen xuất hiện nện thẳng vào đỉnh đầu của nó. Rốt cuộc đối phương cũng ra tay. Trong nội tâm nham thạch cự mãng kinh ngạc, thân thể như nham thạch không ngừng nhúc nhích, cái sừng màu vàng trên đầu của nó tỏa sáng và đụng thẳng vào ngọn núi đang nện xuống. Tiếng nổ lớn vang lên, da thịt nham thạch bên ngoài thân thể nham thạch cự mãng vỡ vụn thật nhanh toàn thân của nó lung la lung lay, trong miệng nó phun máu tươi như suối. Nham thạch cự mãng sợ tới mức hồn phi phách tán, một kích vừa rồi của nó đã là công kích cường đại nhất, không nghĩ tới nó không thể phá hủy công kích của đối phương. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a hát, nham thạch cự mãng cũng không bỏ chạy thục mạng, nó hoảng hốt gào to và nằm trên mặt đất. Trong bụi cỏ, Diệp Huyền khống chế chấn nguyên thạch dừng lại, hắn sợ hồn thiên diệt địa ma bàn không thể chấn áp nham thạch cự mãng cho nên vừa rồi đã vận dụng chấn nguyên thạch, hiện tại quả nhiên thu được rất tốt. Nghe được nham thạch cử mãng hoảng sợ cầu xin tha thứ, trong nội tâm Diệp Huyền lập tức có chú ý. chương 531, Long Tâm Ngọc một Hắn không có đi ra ngoài, tiếp tục nấp trong bụi cỏ nhưng lại dùng uy áp của thôn vệ vũ hồn lên tiếng. Bảo ta tha cho ngươi, hừ, vì sao ngươi ra tay với thủ hạ của bổn đại nhân? Ngữ khí của Diệp Huyền mang theo vài phần tức giận, uy áp của thôn vệ vũ hồn hàng lâm bao phủ toàn thân nham thạch cử mãng sắc mặt nham thạch cử mãng biến hóa thân là huyền thú ngũ giai đối diện với uy áp đáng sợ như thế thậm chí nó có cảm giác hít thở không thông cảm giác hôn mê làm nội tâm nó sợ hãi không chịu nổi uy áp như thế hơn nữa xóa đi hồn niệm của kim lân đại nhân dễ dàng khống chế giáp long thiểm điện báo và phi thiên ưng đối phương tuyệt đối là tồn tại cùng tầng thứ với kim lân đại nhân rất có thể là một con huyền thú yêu vương không phải đại nhân tiểu nhân không dám mạo phạm đại nhân bởi vì Giáp Long trước kia chính là thủ hạ của Kim Lân Đại Nhân, Đại Nhân ngươi cướp lấy thủ hạ của Kim Lân Đại Nhân, Kim Lân Đại Nhân mới ra lệnh bảo ta đi mang Giáp Long trở về. Yêu vương Đại Nhân, tha mạng, tha mạng A Hát, nghĩ đến đối phương rất có thể là một đầu huyền thú yêu vương thì nham thạch cự mãng lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía, không ngớt lời xin khoan dung. Nó có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lại xuất hiện một con yêu vương, rốt cuộc gia hỏa này có địa vị gì. Những vấn đề này nó có nghĩ phá đầu cũng không nghĩ thông suốt buồn cười trước kia nó còn một lòng muốn bắt giáp long trở về, nếu như nó biết rõ chính mình lẫn vào giữa hai con yêu vương tranh đấu, một lần nữa cho nó một trăm lá gan cũng không dám. Trong nội tâm Diệp Huyền khẽ động, thì ra những yêu thú này dĩ nhiên là thủ hạ của một yêu vương, khó trách hồn niệm trong đầu giáp long cường đại như thế. Đối với yêu vương, Diệp Huyền cũng không xa lạ gì, chỉ có yêu thú và huyền thú ngoài thất giai mới có thể xưng yêu vương, đặc biệt là huyền thú, đạt tới thất giai vương cấp thì có thể hóa thành hình người hành tẩu đại lục không nghĩ tới nham thạch cự mãng xem mình thành một yêu vương. Bổn vương tung hoành phía núi rừng này, mới mặc kệ giáp long là thủ hạ của Kim Lân hay Ngân Lân, bổn vương vừa ý nó, tất nhiên sẽ thu phục nó. Ngữ khí của Diệp Huyền thập phần bá đạo nói ra, hắn giả vờ giống như đúc. "Đúng, đúng, yêu vương đại nhân tha mạng, là tiểu nhân lỗ mãng." Nham thạch cự mãng hoảng sợ lên tiếng, "Ngươi đi đi, ngươi nói Kim Lân kia ở nơi nào? Bổn vương có rảnh, nhất định sẽ đi gặp nó." đa tạ yêu vương đại nhân tham mạng kim lân đại nhân ở thiên phong sơn cách nơi này sáu ngàn dặm sau khi nham thạch cự mãng nói xong toàn thân của nó mềm yếu bỏ đi thật nhanh trong nội tâm của nó thề sau này tuyệt đối không dám lẫn vào tranh đấu giữa yêu vương với nhau ầm ầm không chờ nham thạch cự mãng bỏ đi rất xa trấn nguyên thạch lơ lửng trên đỉnh đầu đột nhiên uy áp bao phủ nham thạch cự mãng nhưng không kịp phản ứng đầu của nó bị nện nhão nhẹt nếu như nó cố tình đề phòng có lẽ còn có thể kiên trì một lát dưới khí thức Diệp Huyền bao phủ đã dọa nó phá gan, hơn nữa Diệp Huyền cho nó rời đi nên tâm thần của nó lập tức buông lỏng cho nên mới bị Diệp Huyền thừa cơ chui vào chỗ trống. Giống giống, đại địa chi hùng lập tức gào thét thảm thiết, Diệp Huyền đi ra khỏi lùm cây, bắt trước làm như cũ, đại địa chi hùng cũng bị hắn thu phục. Đại địa chi hùng, phi thiên ưng, thiểm điện báo đều là yêu vương, thôn vệ vũ hồn của Diệp Huyền có thể thu phục chúng nhưng nham thạch cự mãng là huyền thú, Diệp Huyền cũng chỉ có thể giết nó. Trừ nguyên nhân này ra, Diệp Huyền cũng muốn đánh chết Nham Thạch Cự Mãng. Nham Thạch Cự Mãng là huyền thú ngũ giai thổ hệ, vừa vận đối ứng với đại địa vũ hồn, khó mà gặp được một con huyền thú ngũ giai thổ hệ, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không bỏ mặc nó rời đo. Lúc này thôn vệ vũ hồn hấp thu hồn niệm của Nham Thạch Cự Mãng, Diệp Huyền lại đào hồn tinh ngũ giai trong người Nham Thạch Cự Mãng, lúc này khoanh chân hấp thu. Hai canh giờ sau, ông trên đỉnh đầu Diệp Huyền, đại địa vũ hồn xuất hiện, lực lượng kinh khủng bao phủ tất cả, ba đạo tinh hoàn màu vàng lưu chuyển trên đại địa vũ hồn. Lại là một tinh hoàn cực hạn, lúc trước Diệp Huyền hấp thu hồn tinh tứ giai của Địa Long, từ đó đại địa vũ hồn đột phá nhị tinh và hắn tấn cấp vũ sư, hôm nay Diệp Huyền đạt tới tứ giai thiên vũ sư, hấp thu hồn tinh ngũ giai lại không có một chút áp lực nào cả. Nếu như có võ giả khác trên đại lục nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Đứng dậy, Diệp Huyền hơi ngạc nhiên, ô, hồn tinh nham thạch cử mãng này cho ta một đạo hồn kỹ tinh hoàn ba màu kia tỏa sáng, ngay sau đó tiếng ken két vang lên, trên người Diệp Huyền xuất hiện một tầng nham thạch hộ giáp, hắn như biến thành thạch đầu nhân nhưng hành động không bị ảnh hưởng. Đây là áo giáp nham thạch, Diệp Huyền âm thầm kinh hỉ, thời điểm hấp thu hồn tinh huyền thú, võ giả có tỷ lệ nhất định đạt được một kỹ năng của huyền thú, trước kia hấp thu hồn tinh địa long, Diệp Huyền cũng không có đạt được kỹ năng gì, không nghĩ tới hấp thu nham thạch cự mãng lại thu được một hồn kỹ phải biết rằng võ giả thông qua hấp thu hồn tinh đạt được hồn kỹ với xác suất thập phần thấp. Thí nghiệm cường độ thân thể, Diệp Huyền lập tức được ra kết luận. Nham thạch áo giáp, tuy không thể tăng cường lực lượng của ta nhưng lại gia tăng phòng ngự thân thể, trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp đôi, kết hợp cửu chuyển thánh thể, cường độ thân thể của hắn sánh ngang ngũ giai võ tông tam trọng, hơn nữa còn mạnh hơn một ít. Diệp Huyền cũng không có vì thế mà quên hết tất cả. Lại cho giáp long phục dụng mấy viên thuốc chữa thương, Diệp Huyền phân phó mấy đại yêu thú hành tẩu ở phụ cận, đồng thời hắn nhìn thi thể nham thạch cự mãng trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới trong phù quang bí cảnh còn có một đầu yêu vương. Trong nội tâm Diệp Huyền nặng nề, hắn biết rõ yêu vương cường đại cỡ nào đây chính là tồn tại tương đương với Thất giai Vũ vương của nhân loại, tuy thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền cường đại, nhưng dù sao chỉ mới tam tinh, lừa gạt huyền thú ngũ giai xem như cũng được, một khi gặp được yêu vương, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. May mắn cái gọi là Kim Lân Yêu Vương còn cách nơi này một khoảng cách nhất định. Trở lại khu vực lúc trước, Hạ Thất Tịch lúc này đang lo lắng đứng ở đó. chương 532, Long Tâm Ngọc 2. chương 533, Tự tìm đường chết 1. chương 534, Tự tìm đường chết 2. Đặc biệt là Vân Ngạo Tuyết trong đội ngũ, kỳ thật nàng đã sớm chú ý đến Diệp Huyền, nàng chỉ yên lặng nhìn sang mà thôi. Lúc này nhìn thấy từ bác Minh đánh ra một quyền kinh khủng thì nội tâm nàng vừa sợ vừa giận. Nàng biết rõ từ Bác Minh lợi hại, cả Thiên Kim quốc chỉ có hai đệ tử thiên tài đột phá đến Thiên Vũ sư, thực lực cường đại, nếu như sớm biết đối phương ra tay với Diệp Huyền thì nàng lúc trước chắc chắn sẽ không đứng nhìn, mà là sớm xông lên. Không giống với đệ tử Lưu Vân quốc lo lắng và khẩn trương, một đám đệ tử Thiên Kim quốc lúc này vô cùng hưng phấn, đối với việc Diệp Huyền đi chung với Hạ Thất Tịch sư tỷ, nội tâm không ít người khó chịu, hiện tại từ Bác Minh sư huynh lại công nhiên động thủ với Diệp Huyền, nội tâm của bọn họ hưng phấn phải biết dám đi chung với hạ thất tịch sư tỷ hư nên nếm thử thiết quyền của đệ tử thiên kim quốc lợi hại nhưng làm cho bọn họ kỳ quái là hạ thất tịch sư tỷ lúc trước vô cùng khẩn trương nhìn diệp huyền lúc này nàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích diệp huyền cảm nhận uy thế phô thiên cái địa một quyền kia mang theo cuồng phong quét qua huyền lực phong tỏa không gian chung quanh hắn đã biết rõ từ bác minh đã dùng toàn lực đối phương muốn giáo huấn hắn thật thảm ánh mắt của hắn lạnh buốt và đấm ra một quyền muốn so quyền với ta Nội tâm từ bác Minh lúc này cười lớn, một quyền của hắn dung nhập toàn bộ huyền lực tứ giai nhất trọng trong đó, về phần chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đó là công pháp địa phẩm thượng đẳng, trong phạm vi liên minh 13 nước thì công pháp như vậy đã là nghịch thiên nhất. Đừng nói Diệp Huyền chỉ là thiên tài chưa đủ 20 tuổi, cho dù là thiên vũ sự uy tín lâu năm tiếp một quyền của hắn cũng phải ăn thiệt thòi, từ bác Minh đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh Diệp Huyền thống khổ đau đớn nằm trên mặt đất. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nắm đấm của từ bác minh lập tức va chạm với một quyền của diệp huyền giữa không trung trong nháy mắt hai quyền va chạm với nhau sắc mặt từ bác minh lập tức biến hóa khóe miệng cười lạnh biến mất hai mắt của hắn xuất hiện một tia thần thái hoảng sợ trong nắm đấm của diệp huyền lại ẩn chứa lực lượng hắn không thể tưởng tượng nổi hắn cảm thấy một quyền này có thể làm mình bị thương không tốt hắn muốn lui về phía sau ý đồ làm tan biến lực lượng một quyền đánh tới không chờ hắn kịp phản ứng đã có lực lượng khủng bố đánh thẳng vào nắm đấm hai tiếng nổ ầm ầm vang lên hai quyền va chạm vào nhau ầm 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 trước mặt bao người từ bác minh như con diều đứt dây bay ra xa trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi hắn ngã xuống mặt đất muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật hắn thống khổ ôm lấy cánh tay phải thân sắc vặn vẹo cả cánh tay phải đã hoàn toàn đứt rời trước một kích của diệp huyền hiện tại mọi người nơi này không ngừng hít khí lạnh sau đó bọn họ cực kỳ khiếp sợ nhìn thẳng diệp huyền bọn họ đã tới đây một thời gian ngắn Bọn họ cũng hiểu rõ thực lực của các đệ tử các quốc gia. Luận thực lực, từ Bác Minh đạt tới tứ gia nhất trọng tuyệt đối là nhân vật bài danh top 5 trong 13 nước, cho dù là những trưởng lão thế hệ trước tiếp một quyền của Từ Bác Minh cũng không phải chuyện đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền chỉ đánh một chiêu đã đánh Từ Bác Minh bay ra ngoài, hơn nữa trọng thương ngã xuống đất. Diệp Huyền lắc lắc cổ tay giống như đang vẫy cho bụi trên tay, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước. Mặt hàng như người cũng muốn kiểm tra thực lực của ta. Hôm nay không phải xem mặt mũi của hạ thất tịch thì không phải cánh tay đứt rời đơn giản như vậy đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này nhìn Diệp Huyền lên tiếng dạy dỗ từ Bác Minh nhưng trong lòng không có chút bất mãn nào, ngược lại tất cả đều thương cảm nhìn từ Bác Minh. Diệp Huyền nói không phải không có đạo lý, nếu như ở bên ngoài có một tên đệ tử yếu ớt dám tới trước mặt và khiêu khích bọn họ, chỉ sợ không phải trừng phạt đứt cánh tay như thế đâu. Nhưng mà từ Bác Minh nói như thế nào cũng là Tứ giai Thiên Vũ sư, Diệp Huyền đã mạnh tới mức này một quyền đánh từ bác Minh trọng thương như chó chết. Trong lòng mọi người nghĩ mãi mà không rõ, ta biết ngay một tên đệ tử bình thường căn bản không làm gì được hắn. Vân ngạo tuyết dừng bước lại, nàng tươi cười tự nhiên và đi lên phía trước. Nàng đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười với Diệp Huyền. Diệp Huyền, người không sao chớ, vân ngạo tuyết lão sư, Diệp Huyền kinh hỉ cười nói, ta làm sao có chuyện gì chứ? Sau khi đi vào phù quang bí cảnh, Diệp Huyền vẫn không có tin tức của Vân Ngạo Tuyết cho nên nội tâm có phần lo lắng, hiện tại nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư bình yên vô sự cho nên Diệp Huyền cũng an tâm. Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, tại sao nơi này tụ tập nhiều người như thế? Diệp Huyền mở miệng hỏi, trở về rồi nói sau, Vân Ngạo Tuyết không có trực tiếp trả lời. Diệp Huyền gật đầu với hạ thất tịch, sau đó hai người rời đi với ánh mắt nhìn chầm chầm của mọi người, hắn và Vân Ngạo Tuyết trở lại nơi của Lưu Vân Quốc. Trong nữ nhân tiến vào phù quang bí cảnh lần này, Thiên Kim Quốc Hạ Thất Tịch và Lưu Vân Quốc Vân Ngạo Tuyết là hai nữ nhân đẹp nhất, không nghĩ tới đều có quan hệ với Diệp Huyền. Chật chật, Diệp Huyền quả thực rất có phúc khí, tại sao ta không có đào hoa như thế chứ? Hừ, người ta là quán quân phù quang đại hội, thực lực lại mạnh như thế, được nữ thần yêu ái cũng là chuyện bình thường, nếu như người có thư xê lực như vậy, chắc chắn sẽ có mỹ nữ vây quanh lấy ngươi. Ai, thật sự là người so với người thật là tức chết mà rất nhiều nam đệ tử thiên tài ở nơi này đều có cảm giác như thế đều than thở ông trời bất công diệp huyền đi chung quanh bắt chuyện với các đệ tử lưu vân quốc khác sau đó mới đi tới trước mặt vân ngạo tuyết vân ngạo tuyết lão sư hiện tại có thể nói cho ta biết vì sao tại nơi này có nhiều người như thế không vân ngạo tuyết lão sư ta có già như vậy sao về sau không cho phép ngươi gọi ta là lão sư đột nhiên vân ngạo tuyết tức giận nói một câu diệp huyền đầu đầy mồ hôi lạnh không biết vì cái gì Vân Ngạo Tuyết lại đột nhiên trở mặt như thế, hắn nói. Không gọi lão sư thì gọi là cái gì, tùy ngươi gọi thế nào, dù sao không thể gọi ta là lão sư. chương 535, di tích viễn cổ, ta có thể gọi ngươi là Ngạo Tuyết không? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Vì cái gì không thể, ân, Ngạo Tuyết nghe không tồi. Vân Ngạo Tuyết gật đầu nói, sau này ta gọi ngươi là Ngạo Tuyết A. Diệp Huyền cười nói, hư, như vậy còn không sai biệt lắm vân ngạo tuyết lập tức lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp động lòng người lòng dạ đàn bà thật sự khó hiểu a hát lúc trước bộ dạng còn nổi giận đùng đùng hiện tại lại vẻ mặt tươi cười nhìn sang gương mặt tươi cười của vân ngạo tuyết diệp huyền lúc này không hiểu ra làm sao ngươi là đồ đần nhìn thấy diệp huyền bộ dạng không hiểu thế nào trong nội tâm vân ngạo tuyết tức giận không có chỗ đánh lúc này lại nhìn hạ thất tịch nơi xa hừ lạnh nói ta ở trong phù quang bí cảnh thời gian dài như vậy nhưng không có gặp ngươi thì ra ngươi đi chung với thiên kim quốc hạ thất tịch a à hát, xem thái độ của hạ thất tịch đối với ngươi, hẳn là hai người các ngươi có gì đó với nhau đúng không? Diệp Huyền im lặng đến cực điểm, Vân Ngạo Tuyết lão sư hôm nay quá bát quái a à hát. Cũng may Vân Ngạo Tuyết không có dây dưa vấn đề này bao lâu, biết rõ trong nội tâm Diệp Huyền chú ý cái gì và nói sang chuyện khác. Nhiều người chúng ta tụ tập tại nơi này là vì trong phù quang bí cảnh phát hiện di tích thượng cổ. Di tích, trong nội tâm Diệp Huyền chấn động, trong một bí cảnh bản thân có sinh ra linh dược, kỳ thật cũng không phải bên là bảo vật giá trị nhất trong bí cảnh. Sở dĩ bí cảnh có các loại linh dược hoàn toàn là là do bí cảnh giấu trong hư không, căn bản không có tung tích nhân loại hoạt động, tự nhiên có thể sinh trưởng rất nhiều. Trong bí cảnh còn sót lại di tích thượng cổ mới thật sự là bảo vật. Nhưng bất cứ bí cảnh nào, bên trong di tích thường thường sẽ bị tìm kiếm đầu tiên, bởi vậy kẻ đến sau không tìm được thứ gì tốt. Tại tiến vào phù quang bí cảnh trước khi, Diệp Huyền siêu tầm qua này phù quang bí cảnh trong di tích tư liệu, lại không có phát hiện bất luận cái gì tư liệu lịch sử, cho nên tại tiến vào này phù quang bí cảnh về sau, Diệp Huyền cũng một mực tại siêu tầm bên trong di tích tung tích. Hôm nay nghe được di tích ở gần đây, ánh mắt Diệp Huyền sáng lên. Người nói di tích ở nơi này, Diệp Huyền lập tức lên tiếng hỏi và dò xét bốn phía, hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết là đạt được trong di tích cường đại, nếu như có thể tìm được di tích trong phù quang bí cảnh, nói không chừng sẽ có bảo vật gì đó. Vân ngạo tuyết lắc đầu, không đúng, trong sơn cốc này có một di tích trận đài, có thể trực tiếp truyền tống vào trong di tích. Hiện tại đám người đông phương ngôn ngữ hội trưởng đang nghiên cứu trận đài, đám đệ tử chúng ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Trong sơn cốc, Diệp Huyền gật gật đầu, hắn không nói hai lời liền đi vào trong sơn cốc. Quả nhiên trong sơn cốc có một góc cua, nơi đó có thông dạo dài hẹp, sơn hai bên sơn cốc là vách núi bao phủ toàn bộ thông đạo bên trong, từ đó làm người ta biết rõ thông đạo không phải tự nhiên hình thành. Diệp Huyền vừa định đi vào thông đạo, một tên đệ tử không nhịn được và lên tiếng nhắc nhở hội trưởng bọn họ đã nói không có bọn họ cho phép những đệ tử chúng ta không thể tùy tiện đi vào bước chân của diệp huyền dừng lại sau đó lạnh lùng lên tiếng vân ngạo tuyết tự nhiên theo sát sau lưng y diệp huyền hạ thất tịch lúc này mới thăm dò trong sơn cốc đã xảy ra chuyện gì nàng giống như diệp huyền đều không do dự đi vào trong sơn cốc thấy diệp huyền và hạ thất tịch đều tiến vào thông đạo đệ tử khác đưa mắt nhìn theo bọn họ hiếu kỳ đi vào Lúc trước bọn họ chờ ở nơi này chỉ vì hội trưởng và các trưởng lão mệnh lệnh không được vào, hiện tại đã có người đánh vỡ quy định cho nên bọn họ cũng không hề cố kỵ. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không quản những người khác làm như thế nào, hắn đi thẳng về phía trước và đi vào cuối thông đạo. Hiện ra trước mặt hắn chính là một hạp cốc lớn, trong hạp cốc có một tế đàn thật lớn nằm tại nơi đó, chung quanh tế đàn đã có hơn 30 tên cường giả cấp bậc trưởng lão đang tụ tập ở nơi này nghiên cứu cái gì đó. Diệp Huyền cũng nhìn ra trận pháp trên tế đàn đáng sợ cỡ nào, hắn đi vào trong hạp cốc liền phát hiện cả hạp cốc bị cấm chê to lớn bao phủ hiện tại cấm chế đã bị đánh vỡ mới xuất hiện tế đàn hơn nữa căn cứ dấu vết đánh vỡ ấm chế hẳn là chuyện cách đây thật lâu không phải bảo đám đệ tử các ngươi ở bên ngoài hay sao ai cho các ngươi tiến vào đám người diệp huyền vừa xuất hiện trong hạp cốc những trưởng lão ở nơi này nhìn thấy các đệ tử đi vào thì quát lớn đám người liên tục đưa mắt nhìn sang diệp huyền và hạ thất tịch diệp huyền hạ thất tịch không chỉ có tiếng gào to của tên trưởng lão kia còn có vài tiếng kêu kinh nghỉ xuất hiện, chỉ thấy ở vị trí trung ương có vài đạo thân ảnh liên tục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Hạ Thất Tịch, chính là Lưu Vân Quốc Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng, Khô Trần phó hội trưởng cùng với Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng. "Ha ha, Huyền thiếu, ta biết ngay ngươi không có việc gì." Khô Trần vẻ mặt tươi cười đi tới, hắn vỗ vỗ vai của Diệp Huyền. Sau khi tiến vào phù quang bí cảnh, Khô Trần vẫn không phát hiện tung tích của Diệp Huyền, nói không lo lắng là không thể nào nhưng hắn có tin tưởng thật lớn vào Diệp Huyền tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc hiện tại quả là thế đến là tốt rồi đông phương ngôn ngữ cũng mỉm cười nói một câu bên cạnh trúc thiên lam hội trưởng cũng quan tâm hỏi thăm hạ thất tịch nghe nói hạ thất tịch tao mộ trong phù quang bí cảnh thì hắn vừa sợ vừa giận khi nghe diệp huyền đã cứu hạ thất tịch thì trúc thiên lam lập tức đi tới trước mặt diệp huyền và chắp tay nói diệp huyền nghe nói người cứu thất tịch đa tạ trúc thiên lam hội trưởng khách khí diệp huyền cười cười không phải khách khí nếu như không nhờ có ngươi thất tịch xảy ra chuyện gì chỉ sợ ta sẽ tự trách rất nhiều, không nói chuyện này, Diệp Huyền, về sau ngươi chính là bằng hữu của Thiên Kim Quốc, có yêu cầu gì cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần Chúc Thiên Lam ta có thể giải quyết tuyệt đối không đứng nhìn. Trúc Thiên Lam nói chuyện hào sảng, Trúc Thiên Lam, ngươi nói ra những lời này, đến lúc đó ngươi cũng đừng không nhận nợ. Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng cười nói, chương 536, bắt đầu thất tinh trận Pháp 1. Trường 537, bắt đầu thất tinh trận Pháp 2. Tả Nhất Minh hội trưởng cười lạnh, nói: "Còn không phải rất đơn giản, đã có nhân số hạn chế, như vậy tất cả bằng vào tài năng, ta tin tưởng điểm này có lẽ không ai không đồng ý a. À. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, mặc kệ ngươi là hội trưởng, trưởng lão, cho dù là đệ tử cũng có tư cách tiến vào truyền tống trận, thế nào?" Trong nội tâm Tả Nhất Minh không có lo lắng, dùng thực lực và thân phận của hắn và sẽ có một vị trí trong 21 người. Chủ ý này không tệ, ta đồng ý." Hỏa Ô Quốc hứa tín hoa hội trưởng cũng lên tiếng sau khi nói xong hắn đi vào một cột sáng. Truyền tống trận này hỏa ô quốc chúng ta muốn, nói xong hắn còn dẫn hai tên phó hội trưởng hồn sư tháp hỏa ô quốc đi vào truyền tống trận. Ha ha, tả nhất mình thấy hứa tín hoa đi vào đầu tiên thì hắn cười ha ha, cũng lập tức đi lên chiếm một truyền tống trận. Nếu như vậy truyền tống trận này đông thăng quốc ta muốn. Dứt lời hắn nhìn đội ngũ đông thăng sau đó gọi một tên trưởng lão tới rồi sau đó ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Luận thực lực hắn mạnh nhất trong Đông Thăng Quốc, nếu bình thường hắn sẽ gọi Lý Hạc hai đại phó hội trưởng đi cùng, chỉ có điều hiện tại Lý Hạc không có mặt, hắn cũng chỉ có thể gọi một trưởng lão tứ giai đỉnh phong thay thế. Cũng không ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì, cho nên thời điểm chọn lựa nhân thủ tự nhiên phải chọn người mạnh nhất. Hứa tín hoa và tả nhất minh chọn lựa truyền tống trận xong, các cường giả khác nhìn nhau, hội trưởng Thạch Trân Quốc, Thiên Kim Quốc và Lưu Vân Quốc đều chiếm cứ một truyền tống trận, đồng thời cũng phân biệt gọi cường giả Vương Quốc đi cùng mình. Tuy nhân phẩm tả nhất minh và hứa tín hoa không được tốt lắm nhưng phương pháp chiếm cứ truyền tống trận không có sai lầm. Kể từ đó 7 truyền tống trận đã bị chiếm lấy 5 cái, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Trong mắt hội trưởng các phương quốc còn lại tỏa sáng nhìn chăm chăm vào. Bọn họ muốn tranh đoạt vị trí cũng chỉ có thể tranh đoạt hai vị trí này. Diệp Huyền, người ở bên ngoài chờ một lát, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi, nếu như ra không được, chính người chú ý an toàn. Trong truyền tống trận, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần truyền âm tới. Ba vị trí của Lưu Vân Quốc phân biệt cho Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần và Hà Trân phó hội trưởng, dù sao trong cả đội ngũ Lưu Vân Quốc cũng chỉ có ba người bọn họ mạnh nhất. Về phần Diệp Huyền, mặc dù đám người Khô Trần bội phục tạo nghệ luyện hồn học của hắn nhưng bọn họ không biết rõ thực lực Diệp Huyền mạnh bao nhiêu, nghĩ đến Diệp Huyền mới 17 tuổi cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là địa vũ sư tam trọng, bởi vậy cho nên bị bài trừ ra ngoài. Vào lúc này các đại vương quốc trên cơ bản đã tiến vào truyền tống trận, thực lực thấp nhất là thiên vũ sư đỉnh phong, cũng không có đệ tử truyền tống vào trong. Sau khi do ự một lúc, vô Thường quốc thải tín hội trưởng và mục trấn quốc cát lợi huy hội trưởng đồng thời bước ra một bước, muốn chiếm cứ hai truyền tống trận còn lại. Đúng lúc này, ha ha ha, ta nói như thế nào không thấy nhiều người như thế, thì ra đều tụ tập tại đây, chật chật, đây là bắt đấu thất tinh trận pháp trong truyền thuyết nha, chẳng lẽ phía sau trận pháp là di tích cường đại đã như thế chúng ta việc đáng làm vẫn phải làm là chiếm cứ một truyền tống trận một giọng nói lạnh lùng vang lên tiếng cười to cao ngạo cười từ đằng xa truyền tới ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới và xuất hiện trên tế đàn là các ngươi bốn người các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này bọn chúng tới từ nơi nào nhìn thấy bốn người này trong đám người lập tức sinh ra tiếng nói xôn xao đặc biệt trong mắt đám người tả nhất minh còn bắn ra hào quang đáng sợ người tới chính là bốn người loan hồng Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của liên minh 13 nước sao? Chẳng lẽ không có tố chất? Loan Hồng cười nhạt nhìn bốn phía, đối mặt ánh mắt mang theo sát khí của nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt hắn vẫn bất động, phong thái nhẹ nhàng. Các ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này? Dạ Phồn Tinh, giao thất thải Hoa Liên ra đây. Tả Nhất Minh đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt lạnh như băng nói một câu, sát cơ đậm đặc như biển bộc phát bao phủ bốn người Loan Hồng. Dạ Phồn Tinh hoàn toàn không sợ, hắn bị khí cơ của tả nhất minh áp chế nhưng vẫn nói chuyện bình thản. Tả nhất minh hội trưởng, chẳng lẽ người đối đãi với đệ tử Đông Thăng Quốc như vậy sao? Tiểu tử, không nên giả vờ với ta, bốn người các ngươi căn bản không phải thành viên liên minh 13 nước, hạn các ngươi trong 10 giây phải giao thất thải hoa liên ra đây, sau đó cút ra khỏi nơi này, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tả nhất minh lạnh giọng nói, hừ, đến liên minh 13 nước dương oai, thật sự cho rằng liên minh 13 nước dễ khi dễ hay sao, ngoan ngoãn giao chữ vật giới chỉ ra đây sau đó cút hứa tín hoa cười lạnh nói một câu tham lam trong ánh mắt không chút che giấu trên thực tế đám người bọn họ sớm có suy đoán thân phận của mấy người loan hồng bởi vì vẫn lợi dụng lẫn nhau sau khi trải qua chuyện thất thải hoa liên cho nên đã vạch mặt không còn sót lại cái gì dưới áp bách cường đại như thế loan hồng vẫn cười nhạt không quan tâm trong đôi mắt còn mang theo thần thái xem thường tất cả hắn cười nói mấy vị đúng là hỏa nhãn kim tinh a -hát đã biết rõ chúng ta không phải người của liên minh 13 nước, các người nói đúng, bốn người chúng ta không phải người liên minh 13 nước, chúng ta là đệ tử hạch tâm huyền cơ tông tại mộng cảnh Bình Nguyên, các người có đảm lượng thì tới đi. Loan Hồng coi rẻ nhìn mọi người chung quanh, thần sắc cao cao tại thượng này làm nội tâm của mọi người vô cùng phẫn nộ. Xoạt, đệ tử liên minh 13 nước phía dưới xôn xao, đám người Loan Hồng vậy mà không phải đệ tử liên minh 13 nước chúng ta. Bọn chúng tới từ mộng cảnh Bình Nguyên. Nghe nói mộng cảnh Bình Nguyên có vô số cường giả, diện tích lãnh thổ còn bao la hơn liên minh 13 nước chúng ta gấp mấy chục hơn trăm lần, khó trách thiên phú bọn chúng đáng sợ như vậy. Như vậy xem ra bốn người này tới từ huyền cơ tông, cũng là tông môn cường đại trên mộng cảnh Bình Nguyên, ahahaha, một tông môn lại có nhiều đệ tử thiên tài như thế, đúng là đáng sợ mà. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ngừng nghị luận với nhau. chương 538, ta muốn một, ngay cả đám người tả nhất minh đều ngạc nhiên không nhỏ không ngờ rằng đám người Loan Hồng lại có thân phận như thế. Những người khác trong liên minh 13 nước còn không rõ huyền cơ tông đáng sợ, thân là hội chưa ngơ hồn sư tháp của năm đại vương quốc thì làm sao không biết rõ ràng, huyền cơ tông là một tông môn cực kỳ cường đại trên mộng cảnh bình nguyên, luận thực lực căn bản không phải liên minh 13 nước có thể đối kháng, nếu giết đệ tử hạch tâm của bọn họ tại nơi này, nếu như lọt vào trong tai huyền cơ tông, như vậy tất cả mọi người sẽ không xong. Như thế nào, không dám sao, Loan Hồng khinh thường cười cười có tin hôm nay các người đụng một ngón tay của ta, ngày mai vương quốc các người sẽ bị huyền cơ tông san thành bình địa. Một đám phế vật, ha ha ha, ra hỏa cuồng vọng vô chi ra, mấy người dạ phồn tinh, bạch khởi cười lớn, bọn họ căn bản không tin tưởng chính mình báo ra lai lịch thì đám người tả nhất minh sẽ động tới bọn họ. Tuy huyền cơ tông không phải tông môn đỉnh cấp trên đại lục thiên huyền nhưng có thể xưng là đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên, so với liên minh 13 nước còn mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên sau khi bọn họ báo tên tông môn, đám người tả nhất minh lập tức lộ ra thần thái kiêng kỵ trong nội tâm đám người loan hồng càng đắc ý đám người tả nhất minh vốn chuẩn bị động thủ bắt đám người loan hồng sau khi nghe lai lịch của loan hồng thì bọn họ không dám động thủ hư huyền cơ tông thì như thế nào các ngươi là đệ tử huyền cơ tông lại đi vào liên minh 13 nước hoành hành chẳng lẽ thật cho rằng liên minh 13 nước chúng ta dễ khi dễ sao ngược lại trúc thiên lam đại sư kiên định đi tới hắn mở miệng quát lớn xem bộ dáng của hắn hiển nhiên căn bản không xem uy hiếp của đám người Loan Hồng đặt trong lòng. Loan Hồng nhướng mày, thì ra là Trúc Thiên Lam Đại Sư, hư, luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong sao. Cái gì đệ nhất luyện hồn sư, quả thực buồn cười, thực lực của ngươi có thể hung hăng cản ca ấy tại nơi nhỏ như liên minh 13 nước thôi, bên trong huyền cơ tông, người giống như ngươi có thể nắm một bó to. Loan Hồng nói chuyện mang theo thần thái xem thường, vẻ mặt Trúc Thiên Lam bình thản, thản nhiên nói. Mặc kệ thực lực của ta như thế nào, liên minh 13 nước chúng ta cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể dương oai, đúng thế, huyền cơ tông các người rất mạnh nhưng căn cứ vào quy định do huyền vực ban bố, các tông môn cường đại có thể giao phong với nhau nhưng quyết không thể không có lý do tiến hành khi nhục, cướp đoạt các thế lực nhỏ yếu, bây giờ các người không tuân theo quy định trước, huyền cơ tông cũng không dám tới liên minh 13 nước hoành hành. Trúc Thiên Lam nói thế, ánh mắt đám người tả nhất minh tỏa sáng. Căn cứ vào pháp lệnh hòa bình do huyền vực tuyên bố trên đại lục, bất cứ khu vực nào đều có rất nhiều thế lực cạnh tranh chinh chiến với nhau nhưng quyết không thể không có lý do xâm lược thế lực nhỏ yếu. Liên minh 13 nước và mộng cảnh Bình Nguyên là hai khu vực hoàn toàn khác nhau, nếu huyền cơ tông không có lý do ra tay với liên minh 13 nước, một khi truyền vào huyền vực, huyền cơ tông sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đám người tả nhất minh cho rằng tìm được lý do, lúc này lập tức hung hăng cản quấy ép bức. Tiểu tử, Trúc Thiên Lam hội trưởng nói đúng, là các ngươi không tuân theo quy định trước, bắt lấy các ngươi, huyền cơ tông căn bản không thể nói cái gì. Đúng vậy, bây giờ ta hoài nghi các ngươi tới liên minh 13 nước chúng ta là chuẩn bị gây bất lợi cho liên minh 13 nước, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra toàn bộ bảo vật. Yên tâm đi, xem mặt mũi các ngươi là đệ tử huyền cơ tông cho nên chúng ta cũng không giết các ngươi, tuy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói còn có thể bớt nỗi khổ ra thịt. Sắc mặt tả nhất minh và hứa tín hoa vô cùng dữ tợn, bọn họ quát lớn, sau đó không nói hai lời lập tức tấn công đám người loan hồng trong nội tâm âm thầm đắc ý nếu chính mình có thể bắt đám người loan hồng trước cái kia thất thải hoa liên khẳng định sẽ nằm trong tay bọn họ vẻ mặt đám người loan hồng biến thành âm trầm không nghĩ tới sau khi mình báo lai lịch ra đám người tả nhất minh còn dám động thủ lúc này mấy người đã sớm có phòng bị nhìn thấy hai người tả nhất minh và hứa tín hoa tấn công bốn người càng cười lạnh không thôi chỉ là ngũ giai võ tông cũng muốn bắt mấy người chúng ta quả thực là chê cười Tiếng nói chào phúng vang vọng sơn cốc, chỉ thấy bốn người loan hồng nhanh chóng đứng thành hình tứ giác, một đạo hào quang vô hình bao phủ quanh bốn người, trong đó đứng trước nhất là loan hồng, trên người hắn sinh ra khí thức huyền lực khủng bố, hắn xuất ra một trường trước mắt bao người ngăn cản công kích của tả nhất minh và hứa tín hoa. ầm 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 tiếng nổ lớn vang vọng khắp sơn cốc, tả nhất minh và hứa tín hoa đồng thời bay ngược ra sau, đạp đạp đạp, hai người lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, khí huyết trong người sôi trào. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Ngươi là ngũ giai võ tông, làm sao có thể, sau khi hạ xuống, hai người đồng thời hoảng sợ lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng như đít khỉ, hận không thể tìm kẻ đất chui xuống giấu mặt đi. Đường đường hội trưởng hồn sư tháp hai đại vương quốc lại không làm gì được một đám đệ tử trẻ tuổi, tin tức truyền đi bọn họ làm gì còn mặt mũi gặp người. Vừa suy nghĩ tới tận đây, hai người liếc nhau, trong mắt sinh ra sát cơ nồng đậm, đồng thời trong tay xuất hiện hắc cổ và đoàn nhận, hai món bảo vật tỏa ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Nhìn tơ ấy hai người xuất bảo vật ra ngoài muốn tấn công, vẻ mặt đám người loan hồng trào phúng càng lớn hơn trước, khinh thường nói. Muốn so bảo vật, đám người các người chỉ là nhân vật của một nơi man hoang mà thôi, làm sao có thể so sánh với huyền cơ tông chúng ta. Ông 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 ông, vừa dứt lời, trên tay mấy người loan hồng cùng xuất hiện mấy tấm phù lục, những phù lục này hoặc bá đạo, hoặc lăng lệ ác liệt, chúng tỏa ra khí thức cường đại tới cực điểm. Ngũ dài phù lục, nhìn thấy những phù lục kia, sắc mặt tất cả mọi người ở nơi này bê hóa, huyền khí lập tức bao phủ phù lục cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối là bảo vật ngoài ngũ giai, trong liên minh 13 nước cũng chỉ có thiên tài đỉnh cấp nhất mới có, không nghĩ tới mấy người loan hồng lại có mấy tấm trong tay, lúc này có rất nhiều người âm thầm ngạc nhiên. chương 539, ta muốn hai dù sao phù lục không giống với bảo vật khác, nó là tiêu hao phẩm dùng một lần. Cho dù trên đại lục thiên huyền cũng chỉ có những thế lực lớn mới bỏ được những phù lục như vậy ban cho đệ tử Có những phù lục này, tăng thêm thực lực chúng ta liên thủ, giết chết một trong các ngươi không thành vấn đề a hát. Loan Hồng cười lạnh nhìn mọi người, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tả nhất minh và hứa tín hoa, hiển nhiên chỉ cần hai người có hành động gì sẽ phải thừa nhận một kích lôi đình của bọn họ. Hai người tả nhất minh và hứa tín hoa lúc này đứng im tại chỗ. Đáng chết, tại sao trên người tiểu tử này có nhiều bảo vật như thế? Hai người lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, cách đó không xa, thần sắc Trúc Thiên Lam vô cùng ngưng giọng Thực lực bốn người Loan Hồng đã vượt xa bọn họ dự đoán. Đặc biệt là Loan Hồng, thời điểm tranh đoạt Thất thải hoa liên hắn chỉ là một Tứ giai Thiên Vũ sư, lại trong thời gian không tới nửa tháng đối phương cũng đã đột phá đến Ngũ giai Võ tông cảnh. Tứ giai Thiên Vũ sư và Ngũ giai Võ tông nhìn vẻ ngoài chỉ kém một giai nhưng đối với đám người trúc thiên lam mà nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, dù sao bọn họ đều là hội trưởng hồn sư tháp các đại vương quốc cũng chỉ là Ngũ giai Võ tông mà thôi. Gia Hỏa này phục dụng một đóa Thất thải hoa liên Đột nhiên Trúc Thiên Lam nghĩ đến một khả năng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng sợ hãi thán phục đám người loan hồng quyết đoán. Biết rõ chính mình trở thành công địch cho nên trực tiếp phục dụng thất thải hoa liên, chẳng những tăng thực lực của mình lên, càng làm cho mọi người hiểu trên người hắn không có bảo vật đi chăng nữa, thủ pháp của hắn vô cùng tàn nhẫn quả quyết. Quả nhiên thời điểm Trúc Thiên Lam suy đoán, Loan Hồng cười lạnh nói. Ta biết rõ các người động thủ với ta là vì cái gì, còn không phải là vì đóa thất thải hoa liên hay sao, rất đáng tiếc, thất thải hoa liên đã bị chúng ta phục dụng, chật chật, thất thải hoa liên không hổ là linh dược nghịch thiên, chỉ có một đóa đã giúp bốn người chúng ta thăng một cấp, ha ha, thật không uổng công chúng ta phí nhiều tinh lực như thế. Lúc trước tả nhất minh và hứa tín hoa cũng nghĩ tới khả năng này cho nên sau khi nghe Loan Hồng nói chuyện, hai người hối hận đến nỗi muốn tự sát tại chỗ, nếu như sớm biết đối phương không có thất thải hoa liên, chính mình dù thế nào cũng không có khả năng xông lên đầu tiên. Như thế nào đây, các người còn chuẩn bị ra tay sao? Loan Hồng nhìn thấy vẻ mặt do so dự của mọi người liền cười lạnh nói: Nếu như các người muốn động thủ, bốn người chúng ta phụng bồi, nhưng ta khuyên các người một câu, tất cả các người liên thủ có thể bắt được chúng ta, nhưng ta tin tưởng trong các người nhất định sẽ vẫn lạc một phần ba, không tin các người cứ thử xem. Bốn người Loan Hồng đứng trên tế đàn, trong khoảng thời gian ngắn không có ai nhúc nhích, đám người Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa biết rõ thất thải Hoa Liên không còn, căn bản không có tâm tư bắt đối phương mà Trúc Thiên Lam cân nhắc là bắt bốn người vẫn là không ít đệ tử có đáng giá hay không. Hắn biết rõ Loan Hồng nói chuyện tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Nhìn thấy Trúc Thiên Lam và đám người tả nhất minh đều không nói gì, Loan Hồng lập tức đã biết rõ kế sách của mình thành công, hắn cười nhạt lấy đi vào một đạo cột sáng phía trước, nói. Truyền tống trận này chúng ta muốn, rước lời Loan Hồng và giả dạ phồn tinh và bạch khởi cùng đi vào một cột sáng. Chu Lương, người lưu ở bên ngoài, Ta tin tưởng trong những kẻ còn lại không người nào dám khiêu chiến uy nghiêm của Huyền Cơ Tông chúng ta. Thần sắc đám người tả nhất minh biến hóa nhưng không ai nói gì. Vào lúc mọi người đang suy nghĩ, hiện tại là thời điểm tranh đoạt truyền tống trận. Sau khi bị đám người Loan Hồng đoạt một truyền tống trận, bảy truyền tống trận chỉ còn một cái. Một cái truyền tống trận không đủ chia, hội trưởng hồn sư tháp các tiểu vương quốc âm trầm, nội tâm đã có quyết định. Sáu tòa truyền tống trận trước không phải năm đại vương quốc thì chính là Huyền Cơ Tông Loan Hồng bọn họ căn bản không có tư cách khiêu chiến, như vậy chỉ có thể tranh giành truyền tống trận cuối cùng. Nơi này nhiều người như thế, thực lực của bọn họ có thể chiếm được sao? Nội tâm của những người còn lại không ngừng cân nhắc, Diệp Huyền nhìn thấy truyền tống trận cuối cùng, hắn biết rõ nếu như hắn không đứng ra, như vậy truyền tống trận cuối cùng sẽ bị đoạt đi. Hắn không chờ người khác lên tiếng hoặc có hành động, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lướt tới truyền tống trận cuối cùng, ngay sau đó mở miệng nói. Truyền tống trận này là của ta. Diệp Huyền hành động như thế làm tất cả mọi người ngây người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, nơi này còn có nhiều hội trưởng hồn sư tháp không có đứng ra, hắn là một đệ tử chưa tới 20 tuổi lại dám nói truyền tống trận là của hắn. Hắn xem tình huống như thế nào, Diệp Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Ngay cả Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng và khô trần phó hội trưởng cũng xứng sốt, lập tức lên tiếng hỏi rõ. Lưu Vân Quốc bọn họ đã chiếm cứ một truyền tống trận, nếu Diệp Huyền lại chiếm một chẳng phải là biến thành hai bởi như vậy nhất định sẽ chọc nhiều người tức giận. Khô Trần biết rõ hội trưởng các phương quốc còn lại tuyệt đối không cho phép đệ tử như Diệp Huyền có thể chê ếm cứ một truyền tống trận. Quả nhiên những hội trưởng hồn sư tháp đồng thời đưa mắt nhìn sang đám người đông phương ngôn ngữ. Bọn họ xem ra Diệp Huyền làm như thế tuyệt đối là đám người đông phương ngôn ngữ đã bàn giao từ trước, Lưu Vân Quốc chuẩn bị chê ếm cứ hai tòa truyền tống trận với bọn họ. Tả Nhất Minh lập tức cười lạnh và nói, đông phương ngôn ngữ, Lưu Vân Quốc các người đúng là lòng dạ hiểm độc, đã chiếm cứ một truyền tống trận không tính, lại còn bảo đệ tử chiếm tòa thứ hai, hừ hừ, thật sự là ý định tốt a hát. Đúng vậy, Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng, bảo đệ tử của ngươi xuống đi, nếu không chỉ sợ sẽ chọc nhiều người tức giận đấy. Diệp Huyền sẽ không cho rằng mình đạt được chức quán quân phù quang đại hội là trở thành một nhân vật sao. Các loại âm thanh trào phúng vang lên, tất cả mọi người cười lạnh nhìn Diệp Huyền. Nếu như không phải xem Diệp Huyền là quán quân phù quang đại hội quán quân, lại là đệ tử Lưu Vân Quốc, chỉ sợ không ít luyện hồn sư các thế lực khác xông lên đánh hắn một trận. Và, chương 540, toàn lực ra tay, chương 541, có đủ tư cách hay không? Một, hiện tại là chiến đấu tranh đoạt truyền tống trận, các lợi huy sử dụng thủ đoạn như thế cũng không ai trách được. Phía dưới, đám người vân ngạo tuyết siết chặt nắm đấm, âm thầm lo lắng không biết Diệp Huyền đối mặt một quyền này có thể ứng phó như thế nào, là trốn hay là nhận thua. Trước mắt bao người, chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyền lù lù không thay đổi, tay phải của hắn không do dự đánh ra một kích đáng sợ. Diệp Huyền lại giống như lúc trước, hắn vẫn xuất ra một quyền đơn giản làm cho mọi người không dám tin vào mắt của mình, đây chính là phong thần quyền a hát, rốt cuộc hắn có tự tin hay có thủ đoạn chống cự. Ầm ầm, mọi người nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Diệp Huyền không rời mắt, nhìn nắm đấm tiến vào trong gió lốc, hình ảnh làm mọi người kinh hãi xuất hiện, một quyền của Diệp Huyền vừa chạm vào quyền kình của Cát Lợi Huy đã tỏa ra hào cang sáng ngời như mặt trời, quyền phong sụp đổ và hóa thành mảnh nhỏ bởi vì chiêu thức của cát lợi huy mang tới lực áp bách cường đại và uy thế đáng sợ đã lập tức tan giã trong uy thế to lớn hai quyền va chạm với nhau ầm ầm thân thể diệp huyền lại ngạo nghễ bất động trái lại cát lợi huy lui về phía sau hai chân của hắn kéo lên một bóng mở trên mặt đất hắn lại rời khỏi phạm vi truyền tống trận lần nữa xoạt toàn trường lập tức xôn xao giao phong lần thứ hai diệp huyền lại chiếm cứ thế thượng phong loan hồng đứng trong truyền tống trận nhìn ra ánh mắt của hắn ngưng tụ và âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của Diệp Huyền. Một quyền vừa rồi Diệp Huyền nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực vừa vặn công kích vào vị trí trọng yếu trong quyền pháp cắt lợi huy, một chiêu phá vỡ áo nghĩa trong chiêu thức của đối phương, rồi sau đó quyền kình giao phong chính diện, từ góc độ của Diệp Huyền thể hiện càng tinh diệu, lúc này mới chiếm cứ một tia thượng phong. Có thể nói Diệp Huyền dùng lực lượng và thực lực ngang nhau phát huy ra uy lực vượt qua thực lực bản thân, nhãn lực và thiên phú như thế, cho dù tại Huyền Cơ Tông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhìn thấy hai người giao phong loan hồng càng hoài nghi chính diệp huyền là người cướp lấy địa hỏa mọi người khiếp sợ cát lợi huy cũng sợ hãi hắn bị diệp huyền đánh lui hai lần liên tục mặt già hắn đỏ lên trong nội tâm thức gần như sắp nổ tung hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nhào tới lần nữa lúc này cát lợi huy không che giấu thực lực hắn vận dụng toàn bộ thực lực của bản thân trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hư ảnh gấu xám thật lớn gấu xám có ba đạo tinh hoàn sáng ngời không ngừng vây quanh gấu xám nổi giận gầm lên một tiếng lúc này lực lượng vô hình ra trì lên thân thể cát lợi huy thân thể cát lợi huy tỏa ra hào quang sáng ngời khí tức của hắn tăng lên rất nhiều hắn nhìn sang diệp huyền và đánh một quyền tới lần nữa phong thần quyền bá đạo vô cương trong tiếng gầm gừ sắc mặt cát lợi huy dữ tợt, hồn lực chấn động cường đại bộc phát hồn lực cường đại hóa thành cây dù vô hình giống như mưa rơi chút lên người diệp huyền mấy người đông phương ngôn ngữ nhìn thấy chiêu này sắc mặt bọn họ biến hóa bọn họ không ngờ vì tranh đoạt truyền thống trận cát lợi huy lại dùng sát chiêu vũ hồn, hồn lực bí pháp, thậm chí vũ kỹ mạnh nhất của mình. Đây là chiêu số thời điểm gặp được đại địch mới thi triển, không ngờ hắn lại sử dụng với Diệp Huyền, từ đó làm nội tâm bọn họ vừa sợ vừa giận. Diệp Huyền cẩn thận, Đông Phương ngôn ngữ vội vàng quát to một tiếng, trong nội tâm âm trầm và vô cùng lo lắng. Bọn họ cố tình muốn đi cứu viện nhưng lúc này đã không kịp. Ba đại sát chiêu của các lợi huy vừa ra, Diệp Huyền cảm giác áp lực nặng nề đang bao phủ lấy bản thân mình sát ý và lực lượng cuồng bạo bao phủ chung quanh, hiển nhiên muốn nghiền mình thành cặn bã. Đặc biệt là hồn lực trùng kích, đổi lại bất cứ đệ tử nào đều bị đánh nát hồn hải và bê ến thành phế nhân. Trong nội tâm Diệp Huyền vô cùng tức giận, vì không bạo lộ quá nhiều thực lực, lúc trước hắn đối chiến với các lợi chỉ đánh lui đối phương mà thôi, hắn cũng không có thi triển đòn sát thủ gì đó. Không nghĩ tới này Cát lợi huy vì đạt được truyền tống trận đã không từ thủ đoạn nào, cũng không quan tâm tới ảnh hưởng và thể diện. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một tia sát khí. Anh, hai quyền va chạm nhau giống lúc trước, Diệp Huyền vươn nắm tay phải ra và đấm tới cực kỳ bình thản. Mọi người tất cả đều xôn xao, chẳng lẽ Diệp Huyền đối mặt thế công khủng bố của Cát Lợi Huy còn không định lùi bước, hắn muốn phản kích giống lúc trước sao? Trong đầu hắn vô cùng kinh hãi, hai đấm của hai người va chạm với nhau, huyền lực phong bạo vô cùng khủng bố bạo phát kình phong như sấm sét, dùng hai người làm trung tâm và quét qua tất cả. Quyền uy của Cát Lợi Huy thế như trẻ che đấm tới bên ngoài thân thể Diệp Huyền. Rốt cuộc Diệp Huyền phải thua sao? Mọi người nhìn không rời mắt, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Ông ông ông, vào thời khắc mấu chốt, trên đỉnh đầu Diệp Huyền xuất hiện lực lượng đại địa hùng hậu, đồng thời ba đạo tinh hoàn màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người, chúng chấn động có quy luật rất huyền diệu. Trời ơi, dĩ nhiên là tinh hoàn màu vàng, ba tinh hoàn màu vàng, rốt cuộc tiểu tử này tu luyện thế nào? Đúng là quá biến thái mà, tinh hoàn màu vàng, nó chính là một loại tinh hoàn khó tăng lên nhất trong vũ hồn mỗi một tinh hoàn màu vàng xuất hiện thường thường đều đại biểu quá trình võ giả hấp thu hồn tinh sẽ gặp phải nguy hiểm cử tử nhất sinh. Thân là luyện hồn sư và là thiên tài đỉnh ấp của vương quốc, mọi người ở nơi này đều có kiến thức uyên thâm, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Huyền một lần duy nhất xuất ra ba tinh hoàn màu vàng, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Không chỉ có bọn họ, bốn người loan hồng đến từ huyền cơ tông cũng kinh ngạc đến ngây người. Tầm mắt của bọn họ có thể nói vượt qua xa liên minh 13 nước, nhưng lúc này nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ, cuồng phong như sóng to gió lớn bao phủ các nơi. Mọi người khiếp sợ và bàn tán với nhau, được ba tinh hoàn màu vàng gia trì, bỗng nhiên trên người Diệp Huyền xuất hiện áo giáp màu vàng ngăn chặn một kích khủng bố của Cát Lợi Huy hội trưởng, bắt lấy thời điểm Cát Lợi Huy khiếp sợ trong nháy mắt, Diệp Huyền trở tay đánh một kích lên người Cát Lợi Huy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, trước mắt bao người, Cát Lợi Huy như con diều đứt dây bay ra xa, trường bào của hắn chia năm xẻ bảy, tiếng xương cốt vỡ tan thanh thúy xuất hiện, miệng hắn phun máu tươi, toàn thân hắn tê liệt và ngã xuống đất. chương 542, có đủ tư cách hay không? hai Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt và tơ ợn mắt há hốc mồm. Cát lợi huy hội trưởng, không biết ta có tư cách chiếm cứ truyền tống này hay không? Diệp Huyền đứng trong truyền tống trận khinh thường nhìn Cát lợi huy đang nằm trên mặt đất, thần sắc ngạo nghễ nói ra. Xoạt, tiếng la hét huyền náo chấn động trời đất xé tan bầu không khí yên tĩnh trong sơn cốc tất cả luyện hồn sư chung quanh đều ngơ ngác nhìn cát lợi huy chật vật không chịu nổi nhìn thân ảnh diệp huyền đứng ngạo nghễ trong truyền tống trận trong ánh mắt rung động và kích động lúc này diệp huyền giống như chiến thần cao ngạo hắn đứng đó cả buổi nhưng không ai dám tiến lên hắn lại có thể đánh bại cát lợi huy hội trưởng vân ngạo tuyết thì thào tự nói tuy nàng biết rõ diệp huyền rất mạnh nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì nàng biết rõ mình chưa đánh giá đúng về diệp huyền hạ thất tịch tươi cười nhàn nhạt, nhạt nàng sớm đã biết rõ diệp huyền nhất định sẽ thắng về phần đệ tử các phương quốc khác cảm thấy nội tâm đắng chát, ánh mắt ngây ngốc vô thần. Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học cao tới mức làm nội tâm của bọn họ không dám sinh ra tâm tư ganh đua, không nghĩ tới Diệp Huyền ở phương diện tạo nghệ võ học còn đáng sợ hơn phương diện luyện hồn học rất nhiều. Gia hỏa này còn là người sao? Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Cho dù tu luyện trong bụng mẹ, hắn chưa tới 20 tuổi a ngay cả các lợi huy hội trưởng cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến chính mình thua Diệp Huyền trong lòng mọi người cảm thấy đắng chát không thôi. Ở trước mặt Diệp Huyền, người cường đại nhất trong bọn họ cũng chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn không có chút lực chống cự gì. Ha ha, quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên, lợi hại, lợi hại. Trong trầm mặc tiếng cười to vang lên, đã thấy vô thương quốc thải tín hội trưởng chậm rãi đi ra, hắn đi tới chợ ức truyền tống trận. Chẳng lẽ thái tín hội trưởng cũng muốn khiêu chiến Diệp Huyền? Mọi người nhìn thấy cảnh này nội tâm vô cùng kích động. Luận thực lực, Phổ thường quốc và Mục trấn quốc chỉ sàn sàn nhau mà thôi, địa vị Thái Tín hội trưởng và Cát Lợi Huy hội trưởng cũng không kém nhau nhiều, từ phù quang đại hội biểu hiện suốt nhiều năm qua, thực lực của Thái Tín hội trưởng còn vượt qua cả Cát Lợi Huy hội trưởng. Diệp Huyền một kích bại Cát Lợi Huy, trong rất nhiều hội trưởng tại nơi này không ai làm được, lúc này cũng chỉ có Thái Tín có tư cách tiến lên, bởi vậy Hàn đi tới cho nên mọi người bị hấp dẫn nhìn sang. Thái Tín tự nhiên cũng biết điểm này. Tuy Diệp Huyền vừa mới đánh bại Cát Lợi Huy nhưng Thái Tín xem ra Cát Lợi Huy bại là vì hắn không đủ quả quyết, ngay từ đầu hắn quá mức khinh địch, càng về sau lại mất đi tâm bình tĩnh, tăng thêm Cát Lợi Huy giỏi dùng lực áp người, mà vũ hồn của Diệp Huyền hết lần này tới lần khác lại chú trọng phòng ngự. Mấy phương diện kết hợp mới phát sinh chuyện hội trưởng một quốc gia vậy mà thua trong tay một tên đệ tử. Sau khi trải qua phân tích như thế, trong nội tâm Thái Tín rất tự tin, hắn cho rằng mình có thể thắng Diệp Huyền. Sở dĩ hắn đứng ra cũng không phải muốn khiêu chiến Diệp Huyền, dù sao thiên phú Diệp Huyền kinh người như thế, tương lai nhất định có thể trở thành cao thủ số một số 2 trong liên minh 13 nước, nếu như kết thù như vậy không phải phong cách của Thái Tín. Thái Tín đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn chắp tay nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền tiểu huynh đệ, không nghĩ tới người dùng lực lượng một người có thể đánh bại Cát lợi huy, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Trong lịch sử liên minh 13 nước chúng ta mới lần đầu tiên xuất hệ người như tiểu huynh đệ, quả nhiên là anh hùng thiếu niên a -H. Diệp Huyền cao mày, không biết Thái Tín muốn nói cái gì. Nhìn thái độ của Thái Tín không phải đặc biệt ác liệt, Diệp Huyền cũng không có mở miệng, chỉ nghe Thái Tín nói tiếp. Lão phu đã nhìn thấy thực lực Diệp Huyền tiểu huynh đệ đã có tư cách chiếm cứ truyền tống trận nhưng nơi này có nhiều cao thủ như thế, chỉ sợ so tiểu huynh đệ cũng không phải vô tư. Như vậy lão phu có đề nghị, nếu tiểu huynh đệ đã có vị trí, chỉ cần tiểu huynh đệ nhường hai vị trí còn lại cho vô thương quốc, Thái Tín ta dám cam đoan truyền tống trận này sẽ là của hai chúng ta. Người ở chung quanh nghe Thái Tín nói như thế liền hiểu suy nghĩ của hắn như thế nào, liên tục thầm than Thái Tín khôn khéo. Chỉ cần Diệp Huyền đáp ứng yêu cầu của hắn, dùng thực lực của Diệp Huyền và Thái Tín hắn, muốn chiếm một truyền tống trận tuyệt đối không có người nào dám tiến lên khiêu chiến. Thái Tín không cần giao thủ với Diệp Huyền lại có thể đạt được hai vị trí, trong lúc nhất thời không ít luyện hồn sư các phương quốc khác vô cùng hối hận, mình thật không ngờ lại không nghĩ ra biện pháp này. Hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền có đáp ứng hay không, mặc kệ mọi mọi người nghĩ như thế nào, có lẽ diệp huyền sẽ đáp ứng diệp huyền ban đầu còn kiên nhẫn nghe sau khi nghe thái tín nói xong trên mặt diệp huyền mang theo thần thái trào phúng hắn còn tưởng rằng thái tín sẽ nói cái gì không nghĩ tới lại muốn tay không bắt sói không duyên cớ còn chiếm được hai vị trí hắn thật sự xem diệp huyền là đứa trẻ ba tuổi sao ngạo tuyết người tới đây diệp huyền căn bản mặc kệ thái tín trực tiếp nói với vân ngạo tuyết dưới tế đàn ta vân ngạo tuyết sướng sờ nàng cũng kịp phản ứng ngay sau đó nhảy lên tế đàn Thái Tín không nghĩ tới Diệp Huyền lại không quan tâm tới mình, sâu trong mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ. Hắn cho rằng mình đứng ra nói như thế đã cho Diệp Huyền đủ mặt mũi, không nghĩ tới Diệp Huyền cũng lĩnh tình, ngược lại còn gọi một đệ tử Lưu Vân Quốc đi lên, hiển nhiên không muốn nhường vị trí cho mình. Diệp Huyền tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình nhất định có thể thủ truyền tống trận sao? Ta đề nghị, ta thấy ngươi nên cân nhắc cho kỹ, như vậy ta không có lấy không của ngươi, cho ngươi thêm 100 vạn huyền tệ. Giao hai vị trí còn lại cho ta, thế nào?" Thái Tín áp chế lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo cảnh cáo. Cốt, Diệp Huyền căn bản khinh thường nói chuyện với Thái Tín, hắn trực tiếp đuổi người. Hắn làm sao không biết, sở dĩ Thái Tín giao ra 100 vạn huyền tệ chỉ vì muốn cho hắn đẹp mặt một ít mà thôi, tuy 100 vạn huyền tệ đối với bất cứ luyện hồn sư nào, cho dù là đệ tử cũng không coi vào đâu, chỉ bằng chút tiền này muốn mua hai vị trí có khác gì lấy không?" chỉ là dành chút mặt mũi mà thôi. Chương 543, cút 1, chương 544, cút 2, chương 545, phong cấm chi địa. Oa, wow, tiểu gia hỏa đáng yêu. Ánh mắt Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy tiểu tử điêu liền yêu thích không rời mắt. Tiểu tử, người tỉnh, như thế nào? Tiểu tử điêu ăn hai đóa thất thải hoa liên liền lâm vào ngủ say, hôm nay tỉnh táo lại, khí tức trên người của nó tăng lên nhưng không biết vì cái gì. Sau khi cảm nhận hoàn cảnh chung quanh, tiểu tử điêu không ngừng sinh ra khí thức thập phần bạo ngược, dường như nó cực kỳ chán ghét hoàn cảnh chung quanh. Vèo, không có trả lời vấn đề của Diệp Huyền, tiểu tử điêu lại chui vào trong chữ vật giới chỉ, nó không muốn ở bên ngoài dù chỉ một khắc. Không biết tiểu tử điêu phát sinh tình huống như thế nào, Diệp Huyền cũng không quản nhiều. Chúng ta đi thôi, hoàn cảnh nơi này thập phần quỷ dị, Diệp Huyền cũng không muốn chờ lâu. Siêu siêu siêu, ba người nhanh chóng tiến về phía trước, đột nhiên xuất hiện vài con yêu thú giống như sương mù, làn da bóng loáng đen ngăm, hình dáng thân thể của chúng là sương mù nhưng lại có loại phù văn quỷ dị tỏa sáng, chúng đang đi lại trong vùng đất này. Đây là yêu thú gì? Ba người Diệp Huyền đều sững sờ, bọn họ chưa thấy qua yêu thú hình dáng sương mù như thế bao giờ. Đám người Diệp Huyền nhìn thấy đám yêu thú quỷ dị tại nơi này, mấy con yêu thú cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Huyền, chỉ thấy đồng tử đen kịt của nó đỏ bừng, chúng nhìn ba người Diệp Huyền và liên tục gào thét đe dọa diệp huyền rút long văn kiếm ra ngăn ở trước mặt hạ thất tịch và vân ngạo tuyết trong bóng tối có một đạo kiếm quang bao phủ chung quanh cũng chém một con yêu thú khác thành hai nửa làm cho diệp huyền khiếp sợ là con yêu thú này bị chém thành hai khúc thì hình dáng sương mù của nó không ngừng nhúc nhích vậy mà dung hợp với nhau sau đó cùng lao tới tấn công diệp huyền trong lúc khiếp sợ diệp huyền đánh ra một quyền về phía trước ngay sau đó yêu thú sương mù bị hắn dùng một quyền đánh tan thân thể thân thể phá thành mảnh nhỏ nhưng nó vẫn không có vẫn lạc ngược lại lợi trảo của nó đánh lên người Diệp Huyền, Diệp Huyền chấn động suýt nữa không đứng vững thân thể. Suốt cuộc là quái vật gì? Diệp Huyền chưa từng thấy qua yêu thú như vậy. Nó bị một kiếm chém thành hai khúc, thậm chí một quyền đánh thành xương khói nhưng không vẫn lạc. Mặt khác Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng chống lại một con yêu thú của riêng mình. Đặc thính của yêu thú quỷ dị làm cho hai người lúm cuốn tay chân lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng chống cự ngay sau đó có một con yêu thú vươn chảo đánh lên bờ vai Vân Ngạo Tuyết nó xé trường bào của nàng tan vỡ lộ ra bờ vai trần trụi. Cút, Vân Ngạo Tuyết vừa sợ vừa giận, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện vũ hồn như nước chảy, vũ hồn chi lực quanh quẩn và đánh một kích lên đầu lâu của yêu thú. Giống, lúc trước yêu thú còn đau thương bất nhập nhưng lúc này nó kêu gào thống khổ, trong đồng tử cũng xuất hiện thần thái đau đớn. Hẳn là vũ hồn chi lực có tác dụng khắc chế với yêu thú nơi này. Tâm thần Diệp Huyền hơi động, hắn chuẩn bị thúc dục vũ hồn chi lực, đột nhiên hai mắt yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sâu trong đồng tử của nó bắn ra hào quang sáng ngời. Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình tê dần khó chịu, lúc này một cây châm vô hình đâm thần vào trong ô ôn hải của hắn. Diệp Huyền lập tức sợ hãi, hiện tại hồn lực của hắn đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, tăng thêm tu hành hồn quyết đặc thù, cho dù Trúc Thiên Lam là luyện hồn sư tứ cũng không thể làm hồn hải của hắn bị thương. Không nghĩ tới hắn bị yêu thú liếc mắt nhìn thì hồn lực lại bị công phá nhanh chóng như vậy. Trong lúc khiếp sợ, còn yêu thú này lại tấn công lần nữa, gương mặt của nó quỷ dị. Bất chấp do dự, Diệp Huyền lập tức thúc giục vũ hồn chi lực và đánh một quyền vào đầu lâu của yêu thú. Làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, vừa rồi hắn không thể đánh chết yêu thú, sau khi đánh ra một quyền ẩn chứa hồn lực thì nghe được tiếng kêu gào thống khổ vang lên, đầu của yêu thú chia năm xẻ bảy và nổ tung, thân thể hình dáng sương mù không ngừng hóa thành hư vô. Đồng thời một đạo hào quang màu đen bay ra khỏi đầu lâu yêu thú vừa chết. Đó là cái gì? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, hắn nâng tay phải bắt lấy hào quang màu đen vào trong tay, sau khi mở tay ra hắn phát hiện đó là hạt châu màu đen, nó nhỏ như ngón út và thâm thúy ngâm đen. Không kịp cân nhắc đây là cái gì, Diệp Huyền lập tức tấn công yêu thú và nhắc nhở: "Không nên nhìn vào mắt của chúng, những yêu thú này có chút cổ quái, dùng vũ hồn chi lực công kích đầu lâu của chúng, dường như chúng sợ hồn lực." Nghe được Diệp Huyền nhắc nhở, Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết vội vàng vận chuyển lực lượng vũ hồn và không ngừng ra tay. Quả nhiên dưới Vũ Hồn chi lực bao phủ, những yêu thú lúc trước đánh không chết liên tục kêu gào thảm thiết, không qua bao lâu chúng đều vẫn lạc tại chỗ. Chỉ là mỗi một con yêu thú đầu lâu ở bên trong đều có một quả màu đen hạt châu, trọn vẹn năm quả màu đen hạt châu, bị Diệp Huyền bọn hắn đạt được. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là yêu hạch? Yêu hạch thật kỳ quái. Hai người Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết nhìn hạt châu màu đen trong tay và hiếu kỳ. Trong thân thể yêu thú có yêu hạch, trong thân thể huyền thú có hồn tinh chẳng lẽ hạt châu này chính là yêu hạch của yêu thú? Nhưng yêu hạch kỳ quái như thế, các nàng mới lần đầu tiên gặp được. Diệp Huyền cũng khó hiểu, bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, trong ánh mắt còn xuất hiện thần thái kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là, hắn thì thào mở miệng, thần sắc kích động, Diệp Huyền, đây là vật gì? Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không nhịn được hỏi thăm một câu. Nếu như ta nghĩ đúng, Diệp Huyền nhìn hạt châu màu đen trong tay, một tia vũ hồn chi lực lặng lẽ thâm nhập vào trong viên châu, trong ánh mắt khiếp sợ của Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, hạt châu màu đen trong tay Diệp Huyền lập tức nhỏ đi một chút, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tại sao không có? Hai người không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền, rốt cuộc là cái gì? Ha ha, quả nhiên là vật này. Cảm nhận được thân thể biến hóa, trên mặt Diệp Huyền trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, không có trả lời, mà là cười đối với lưỡng có người nói các ngươi thử quán thâu vũ hồn chi lực vào trong đó sẽ biết nó là thứ gì. chương 546, nguy cơ tới gần một. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch nghe sau nghi hoặc đưa vào một chút vũ hồn chi lực, viên châu màu đen tỏa ra hồn lực cực kỳ yếu ớt, hồn lực nhanh chóng thẩm thấu vào trong hồn hải của các nàng, hai người còn cảm giác được hồn hải của mình tăng lên một ít. Hí, hai người lập tức hít khí lạnh, rốt cuộc là vật gì, có thể trực tiếp tăng tu vi hồn lực của chúng ta lên. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thất kinh hỏi, đây chính là hồn châu. Diệp Huyền nói, hồn châu là gì? Hồn châu là đồ vật cực kỳ đặc thù, có chút cùng loại với yêu hạch của yêu thú, cũng giống hồn tinh huyền thú. Yêu hạch thông qua tế luyện có thể tăng tu vi huyền lực của chúng ta, hồn tinh thông qua hấp thu sẽ tăng tu vi vu hồn. Thông qua hấp thu hồn châu cũng như các ngươi cảm nhận được, nó có thể gia tăng hồn lực của chúng ta. Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, ta đã từng nghe nói qua, hồn châu xuất hiện trong thân thể của hồn thú, chúng ta đánh chết yêu thú như vừa rồi căn bản không phải yêu thú gì, mà hẳn là hồn thú trong truyền thuyết. Hồn thú, hạ thất tịch và vân ngạo tuyết liếc nhau, ánh mắt có chút mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua hồn thú. Diệp Huyền cũng không để ý, trên thực tế hồn thú là bí mật trên đại lục thiên huyền, tuyệt đại đa số người chưa từng nghe nói qua hồn thú, ngay cả Diệp Huyền cũng chỉ nghe thấy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Cho nên ngay từ đầu mới không có nhận ra, kiếp trước hắn tại huyền vực đã từng nhìn thấy qua một ít hồn châu ho nên mới có thể nhận ra hồn châu hai hạt châu này cho các ngươi. Diệp Huyền giao hai hạt châu còn lại cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Ngươi không cần sao, hai người đều khẽ giật mình. Có lẽ hai hạt châu này là tam giai, đối với ta mà nói cũng không có có tác dụng gì. Hồn châu tăng lên nhưng thật ra có hạn chế. Hồn châu có thể vô điều kiện tăng hồn lực của luyện hồn sư lên nhưng không thể vượt qua cấp bậc của hồn châu. Cũng tỉ như Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, phục dụng hồn châu tam giai hoàn toàn có thể giúp các nàng vượt qua nhị phẩm đỉnh phong hơn nữa bước vào cảnh giới tam phẩm, cuối cùng đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Khi hồn lực Diệp Huyền đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, phục dụng hồn châu tam phẩm cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có hồn châu tứ phẩm mới có thể trợ giúp hồn lực của hắn mượn mà, về phần muốn đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm càng phải có được hồn châu ngũ phẩm mới được. Không nghĩ tới này thậm chí có hồn châu xuất hiện, chỉ cần ta có thể tìm được hồn thú ngũ phẩm sẽ có hy vọng đột phá hồn lực lên ngũ phẩm, cho dù lui một bước tìm được hồn thú tứ giai cũng có giúp hồn lực của ta đạt tới tứ phẩm viên mãn, cũng đánh tốt trụ cột đột phá ngũ phẩm đánh. Trong nội tâm Diệp Huyền âm thầm kích động, không có gì làm hắn hưng phấn bằng bao vật có thể gia tăng thực lực lên cao hơn, hơn nữa hồn châu thập phần thưa thớt, cho dù trong huyền vực cũng là trí bảo, có tiền cũng không mua được. Chỉ cần có thể siêu tập được một ít hồn châu, mặc kệ đi ế ê ê nơi nào trên đại lục cũng có thể bán được giá cao. Tại một nơi trong phong cấm chi địa cách Diệp Huyền chừng mấy ngàn dặm, ba người loan hồng kích động nhìn viên châu màu đen trong tay. Hồn châu, thứ này nhất định là hồn châu, ta từng gặp được trong một bản cổ tịch, thời đại viễn cổ, trên đại lục thiên huyền có hồn thú nhất tộc, chúng có thể thai ngén hồn châu, thai ngén ra hồn châu có thể giúp luyện hồn sư gia tăng hồn lực. Đôi mắt loan hồng đỏ bừng, hắn kích động không nhỏ. Có đồ vật tốt như thế, chúng ta phải thu thập nhiều hơn mới được. Đi, ba người nhanh chóng bay về phía trước, mà ở địa phương khác, hạt châu màu đen này là cái gì, có thể tăng hồn lực của chúng ta lên, không được, chúng ta nên tìm nhiều hơn một ít, nói không chừng hồn lực có thể đột phá trong di tích. Tất cả cường giả tiến vào phong cấm chi địa cũng biết đặc tính của hồn châu, cả đám kích động và đi tìm kiếm ở các nơi. Mặc dù trong không gian thần bí này không có bí tịch, huyền bảo nhưng có được hồn châu gia tăng hồn lực của luyện hồn sư, đối với những luyện hồn sư như bọn họ mà nói còn nghịch thiên hơn bất cứ bảo bối gì đó nhiều lắm. Trừ cường giả nhân loại ra, có một đạo thân ảnh màu vàng không ngừng phi hành trong không gian đen kịt. Tốc độ của nó cực nhanh, những nơi đi qua một ít hồn thú trên mặt đất không ngừng kêu gào. Đám nhiệt xúc này không có đầu óc, Kim Lân khinh thường nhìn đám hồn thú phía dưới, nó đạp một chân xuống đất, rầm rầm rầm, dưới đáy hơn 10 đầu hồn thú đều nổ tung và hóa thành hào quang màu đen, chúng lại bị giam cầm trong hư không, cũng không thể động đậy chút nào. Gạc, gạc, Kim Lân lập tức hấp thu hồn châu vào trong miệng và cắn nuốt. Ân, rất lâu không có nếm qua hương vị hồn châu, vẫn không tồi. Đôi mắt màu vàng của nó mang theo thần thái hưởng thụ ra hỏa đáng chết, rốt cuộc hắn chạy đi nơi nào. Cái mũi của nó ngửi ngửi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Khí thức của tên kia đang ở hướng này, sau khi tiến vào phong cấm chi địa, nhìn ngươi chạy đi đâu. Sâu trong mắt kim lân bắn ra hào quang hưng phấn, nó nhanh chóng hóa thành hào quang màu vàng bay thẳng về phía chân trời. Hiển nhiên Diệp Huyền cũng không biết mình đã bị kim lân nhìn chằm chằm vào, hắn đang đi tìm hồn thú ở các nơi. Trên đường đi bọn họ đánh chết đa số là hồn thú tam giai, hồn thứ tứ giai hồn chỉ có ba con mà thôi. Chính ba con hồn thứ tứ giai này đã trợ giúp hồn lực Diệp Huyền từ tứ phẩm đỉnh phong đạt tới tứ phẩm viên mãn, Diệp Huyền có thể cảm giác được chỉ cần hồn lực của mình có một tia cơ hội là có thể đột phá đến ngũ phẩm. Cơ hội như vậy thập phần khó khăn, dù sao tu vi kém nhau một trọng, khoảng cách ngũ giai còn một đoạn nhất định, nếu như tu vi hồn lực tăng lên quá nhanh, vượt qua cấp bậc võ giả quá nhiều cũng không phải một chuyện gì tốt. Hai người Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết, Phục dụng đại lượng hồn châu cho nên hồn lực tăng lên rất nhiều. Trong đó Vân Ngạo Tuyết trực tiếp từ nhị phẩm đột phá tới tam phẩm, thậm chí đạt tới tam phẩm trung kỳ. Mà Hạ Thất Tịch vốn có hồn lực tam phẩm sơ kỳ, hiện tại cũng đạt tới tam phẩm hậu kỳ, khoảng cách tam phẩm đỉnh phong cũng không còn bao xa. Chương 547, nguy cơ tới gần hai. Trong lòng hai người cảm khái không thôi, tốc độ tăng lên như vậy quả thực quá nhanh, nhanh đến mức các nàng cũng sợ hãi, nếu như ở bên ngoài các nàng muốn có tiến bộ như thế cần có thời gian vài năm mới được. Nhưng ở chỗ này, thời gian một hai ngày là có thể đạt tới, quả thực vượt qua năng lực thừa nhận của các nàng. Trong nội tâm Diệp Huyền cũng có chút lo lắng, lúc trước hắn đối mặt với hồn thứ tứ dai cũng có chút lực bất tòng tâm, nếu gặp hồn thú ngũ dai, hắn thật có hy vọng bắt được đối phương sao. Dù sao hồn thú không giống với yêu thú và huyền thú, hình thái hết sức đặc thù, công kích bình thường không có bao nhiêu tác dụng với chúng. Nhưng vì đột phá ngũ phẩm hấp dẫn rất mạnh, Diệp Huyền biết rõ khó khăn nhưng không chùn bước, dù sao cường giả đối mặt với kỳ ngộ chân chính sẽ không lùi bước, nếu không cả đời chỉ có thể bình thường vô vi. Sau khi tiến vào phong cấm chi địa, Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được tại nơi xa xôi rời khỏi tầm mắt có hồn lực vô hình đang nhìn hắn, không chỉ có hắn, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng có thể cảm nhận được lực lượng này. Sau khi tiến lên một đoạn thời gian, ba người cũng nhìn thấy nơi xa xa có một cột sáng phóng lên trời, chiếu sáng cả phong cấm chi địa, lực lượng này xuất phát từ trong cột sáng đó cho nên ba người tê ến lên chính là phương hướng của cột sáng. Ba người bay vút đi thật nhanh, đột nhiên Diệp Huyền dừng bước, chỉ thấy trong một khe núi cách đó không có con hồn thú toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt đang nằm đó, toàn thân tỏa ra khí tức thập phần khủng bố. Những hồn thú chung quanh còn có hơn con hồn thú hơi yếu đang vây quanh giống như thần tử đang vây quanh vương của chúng. Khí tức này là hồn thú ngũ dai, ánh mắt Diệp Huyền thay đổi, con hồn thú kia tuyệt đối là tồn tại ngũ dai. Hai người các ngươi lui ra sau một chút, một lát nữa không được tới gần diệp huyền nói với vân ngạo tuyết và hạ thất tịch đối mặt hồn thú ngũ giai diệp huyền cũng có chút khẩn trương một khi chiến đấu hắn khẳng định không thể chiếu cố hai người bọn họ chúng ta vân ngạo tuyết và hạ thất tịch há hốc mồm nhưng không thể nói ra lời nào thực lực các nàng khi đi vào phù quang bí cảnh đã tăng lên không ít nhưng không thể phủ nhận là một khi gặp được nguy hiểm các nàng sẽ biến thành liên lụy diệp huyền hai người yên lặng lui sang một bên cẩn thận siết chặt nắm đấm diệp huyền gật gật đầu hắn từ từ tiếp cận hồn thú, hắn nhìn thấy trong khe núi có hơn 10 con hồn thú. Nếu như chỉ là hồn thú ngũ dai, hắn có thể dùng các loại thủ đoạn nếm thử, nơi này có nhiều hồn thú như thế, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Có, ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, siêu siêu siêu, ba đạo hào quang bay về hướng hồn thú, đâm người của ba con hồn thú xa nhất. Ngao ngao ngao, ba con hồn thú bị Diệp Huyền làm thức tỉnh, đầu lâu không ngừng nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện Diệp Huyền cách đó không xa, lập tức hùng hổ xông tới. Diệp Huyền chọn góc độ rất tốt, chỉ có ba đầu hồn thú có thể nhìn thấy, sau khi chúng nhìn thấy liền xông tới, Diệp Huyền lập tức nấp trong góc khuất của khe núi. Nơi này chẳng những hẻo lánh hồn thú không nhìn thấy, ngay cả Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng không thể quan sát nơi này. Sau khi mai phục tốt, ba đầu hồn thú nổi giận đùng đùng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyền. Trấn Nguyên Thạch, Diệp Huyền không chút do so dự vận dụng Huyền Bảo Trấn Nguyên Thạch, trong chiến đấu lúc trước hắn vận dụng Hồn Thiên Diệt Địa Ma Bàn, biết rõ huyền bảo mặc dù không thể uy hiếp chí mạng lên hồn thú nhưng có thể áp chế nhất định. Bị chấn nguyên thạch chấn áp, hai đầu hồn thú không thể nhúc nhích. Thôn vệ vũ hồn, sau đó Diệp Huyền lập tức thúc giục thôn vệ vũ hồn tấn công con hồn thú cuối cùng. Oanh, đầu lâu hồn thú chia năm xẻ bảy, một viên hồn chây bay ra ngoài và bị Diệp Huyền thu vào trong tay. Tác dụng khắc chế rất mạnh, Diệp Huyền kinh hỉ, lúc trước hắn vẫn sử dụng đại địa vũ hồn, đối mặt hồn thú tứ giai cũng có chút cố hết sức hắn lần đầu tiên sử dụng thôn vệ vũ hồn làm như vậy quả nhiên còn dùng tốt hơn đại địa vũ hồn quá nhiều toàn lực ra tay hồn thú tứ giai không thể kiên trì nổi một chiêu trong tay hắn diệp huyền bắt chước làm theo hắn cũng nhanh chóng giải quyết hai con hồn thú khác rồi sau đó diệp huyền thu hồi trấn nguyên thạch hắn lại dẫn hồn thú khác rời đi vân ngạo tuyết và hạ thất tịch ở nơi xa chú ý tới diệp huyền nhìn thấy diệp huyền dẫn ba con hồn thú biến mất trong hẻm núi trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít có khẩn trương và lo lắng hiện tại nhìn thấy Diệp Huyền đi ra nhanh như thế nên nội tâm rất ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu, hơn 10 giây mà thôi, ba con hồn thú kia biến mất không thấy bóng dáng, không hề nghi ngờ, tuyệt đối đã bị Diệp Huyền giải quyết. Đó chính là ba đầu hồn thú tứ giai a -Hát. Diệp Huyền lại đánh chết nhanh như vậy, hai người liếc nhau, trong mắt có khiếp sợ và thần thái bất đắc dĩ. Lợi dụng phương pháp giống như thế, qua một phút đồng hồ, Diệp Huyền đã xử lý xong hơn 10 con hồn thú yếu kém. Thời điểm hấp dẫn hai con hồn thú cuối cùng, Diệp Huyền vẫn kinh động hồn thú ngũ sai, vào lúc này Diệp Huyền đã không quan tâm. Hắn nhanh chóng đánh chết hai con hồn thú yếu kém, chấn nguyên thạch của Diệp Huyền nện thẳng vào đầu lâu của hồn thú ngũ sai. Oanh, hồn thú ngũ sai bị đánh đầu óc choáng váng, thân thể lắc lư. Quả nhiên hữu hiệu, trong nội tâm Diệp Huyền vô cùng kinh hỉ, hắn lúc trước còn lo lắng chấn nguyên thạch không có uy lực quá lớn với hồn thú ngũ sai, hiện tại xem ra mình suy nghĩ quá nhiều. Vèo, sau khi dùng chấn nguyên thạch chấn áp, Diệp Huyền nhanh chóng nhào tới, hắn thi triển thôn vệ vũ hồn và đánh một trường vào đầu lâu hồn thú ngũ dài. sau khi hồn thú ngũ dài bị trấn áp, thân thể nó không ngừng vặn vẹo và gào thét liên tục. lúc diệp huyền đánh tới thì nó ngẩng đầu lên. ông chấn động quỷ dị vô hình xuất hiện trong mắt của hắn. lúc này bao phủ thân thể diệp huyền. không tốt. trong nội tâm diệp huyền lập tức kinh ngạc. sau một khắc đầu óc của hắn mê muội, trước mắt hắn xuất hiện hào quang màu đen. không biết qua bao lâu. ha ha ha, diệp tiêu dao bước vào trong cạm bẫy của ta, người còn muốn sống sao? Một tiếng gào to vang vọng trong đầu Diệp Huyền, Diệp Huyền giật mình tỉnh táo lại. chương 548, đột phá ngũ phẩm 1. chương 549, đột phá ngũ phẩm 2. Diệp Huyền lập tức đã biết rõ hai người bọn họ lâm vào trong ảo cảnh, hắn muốn giúp hai người tỉnh lại nhưng mặc cho Diệp Huyền cố gắng thế nào hai người vẫn mê ly và ôm thật chặt Diệp Huyền, bờ môi hồng nhuận phơn phớt hé to. Thân thể Diệp Huyền đang vô lực, bị hai người ôm như thế càng không có khí lực áo bào của hắn bị cởi ra bộ ngực no đổ dán vào lồng ngực diệp huyền lúc này bụng dưới diệp huyền nóng lên ba người nhanh chóng dây dưa với nhau động tác của bọn họ mập mờ và khí thức diệp huyền đang tăng lên nhanh chóng không được không thể như vậy được tuy diệp huyền không phải chính nhân quân tử nhưng chuyện dậu đổ bìm leo như vậy không phải tính cách của hắn trong đôi mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt tánh mạng vũ hồn vận chuyển thật nhanh vũ hồn chi lực lưu chuyển làm toàn thân mát lạnh Diệp Huyền tỉnh táo lại và khôi phục một ít khí lực. Chết, Diệp Huyền đập mạnh một cái, ba đại vũ hồn chi lực bị thúc dục đến mức tận cùng, hắn đánh một trưởng lên đầu lâu của hồn thú ngũ sai. Oanh, thời điểm ba đại vũ hồn của Diệp Huyền công kích, lúc này đầu lâu hồn thú ngũ sai đang thi triển ảo thuật bị đánh tan vỡ, một hạt châu lớn như nắm tay rơi vào trong tay Diệp Huyền. Ưng ừ một tiếng, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy tình cảnh nơi này, cũng nhớ lại vừa rồi xảy ra chuyện gì, sắc mặt hai người đỏ rực tận mang tai, vẻ mặt gượng ngùng không chịu nổi, vội vàng sửa sang quần áo mất trật tự của mình. Nghĩ đến mình vừa mới làm những động tác kia, hơn nữa ba người cùng dây dưa với nhau, lại nhìn bản thân mình, hai người hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Ta tu luyện trước, nơi này có một ít hồn châu tứ dai, các người cũng tu luyện đi. Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, trong lòng cũng hết sức khó xử, vội vàng cầm hồn châu đi tu luyện, trước khi tu luyện cũng cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ít hồn châu tứ dai. Ba người thu liếm tâm tình, giả vờ như không xảy ra chuyện gì và đi tu luyện. Một ngày sau đó, trong thân thể Diệp Huyền bộc phát hồn lực cực kỳ cường đại, hắn mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy bắn ra hào quang giống như mặt trăng và ngôi sao. Có hồn châu ngũ dai, hồn lực Diệp Huyền cũng từ tứ phẩm viên mãn bước vào ngũ phẩm. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ngừng tu luyện, sau khi hấp thu vài viên hồn châu tứ dai, hồn lực hai người cũng bước vào tứ phẩm nếu tốc độ tu luyện như thế để người bên ngoài biết được tất nhiên sẽ làm không ít người kinh ngạc không nói thành lời dưới tình huống bình thường tu luyện như đa ám người diệp huyền tốc độ đột phá nhanh như thế sẽ làm hồn lực bất ổn và không vững chắc diệp huyền lúc trước đạt được mấy viên huyền minh thạch cũng mang ra vững chắc hồn lực phối hợp đặc hiệu của huyền minh thạch thời điểm mấy người đột phá cũng không xảy ra chuyện gì ngược lại còn vững chắc hồn lực hơn trước kia sau khi hồn lực đột phá đến ngũ phẩm diệp huyền không định tu luyện nữa thực lực của hắn bây giờ thừa nhận hồn lực ngũ phẩm đã là cực hạn, nếu như tu luyện nữa sẽ lưu lại di chứng khó lường. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng giống như thế. Ân, thời điểm đám người Diệp Huyền đang chuẩn bị lên đường, đột nhiên trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần linh đồng thị thi triển đến mức tận cùng, lúc này nhìn thấy ở trên chân trời xa xôi có một đạo hào quang màu vàng, nó đang lướt đi với tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Huyền vô cùng hoảng sợ. Thời điểm này hào quang màu vàng không che giấu khí thức của mình chút nào, khí thức cuồng ngạo và bá đạo điên cuồng càn quét các nơi. Là nó, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được hào quang màu vàng kia tỏa ra khí thức hồn niệm giống như đúc hồn niệm trong đầu giáp long. Phi ưng, Diệp Huyền lập tức kịp phản ứng, hào quang màu vàng đang bay tới chính là Kim Lân Yêu Vương. Trong nội tâm Diệp Huyền âm trầm, hắn thật không ngờ Yêu Vương gọi là Kim Lân kia lại đuổi theo tới nơi này, mục tiêu tuyệt đối là chính mình. Bất chấp do dự, hắn bảo vân ngạo tuyết và hạ thất tịch các nàng không nên đi theo chính mình diệp huyền không nói hai lời lập tức chạy như điên về phương xa nhìn bóng lưng diệp huyền đi xa vẻ mặt vân ngạo tuyết và hạ thất tịch mờ mịt căn bản không biết phát sinh cái gì trong nội tâm nghi hoặc chẳng lẽ các nàng lúc trước bị ảo thuật khống chế làm cho diệp huyền không vui nhưng mà tốc độ của diệp huyền quá nhanh sau khi các nàng khôi phục tinh thần thời điểm muốn hỏi nhưng diệp huyền đã biến mất trong tầm mắt trốn 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 trên bình nguyên màu đen diệp huyền chạy đi như điên khi tức kia càng ngày càng gần, nội tâm Diệp Huyền càng ngày càng nặng. Có thể lăng không phi hành, đây tuyệt đối là Thất gia Yêu Vương mới có thể làm được, nội tâm Diệp Huyền biết rõ một đầu Thất dài Yêu Vương đáng sợ bao nhiêu, tuy thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ nhưng đối mặt một đầu yêu vương, hắn hiện tại không đủ nhìn. Trong quá trình bay nhanh, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một đóa Thất thải hoa liên và nuốt vào. Diệp Huyền vốn chuẩn bị cầm Thất thải hoa liên luyện chế thành đan dược mới phục dụng hiện tại sống chết trước mắt cho nên hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế chỉ có tận khả năng tăng thực lực của mình lên mới có thể có thêm một phần hy vọng sống sót khi bị yêu vương đuổi giết